Loa loa loa, bây giờ tới phiên là phần quay số trúng thưởng. Thiệt là sung sướng. Mọi người chờ Hùng một xíu để Hùng có thể đi share cái livestream của mình nghe. Đây, chờ một xíu. Ủa đâu rồi ta? Livestream. Mà sao mình không thấy mình ta? Ngay cả livestream của mình mà nó còn giấu nữa là cái gì cả? Ủa sao livestream mà nó bị giấu vậy ta? Đây, bây giờ thấy được rồi đây. Ôi chú chào mừng quá, được ba người coi. Cho Hùng xíu Hùng share nha. Share nào. Rồi sau đó share vô trong nhóm. Dài cái nhóm quen biết mà không bị chửi. Cái share mà share nhiều nhóm quá, người ta bị chửi. Tôi share bị chửi, cả nhà share thì không sao. Mà tới việc tôi share là bị chửi. Cho nên phải cẩn thận. Share vô đây. Đây, dài nhóm cho vui. Rồi rồi sau đó chúng ta sẽ quay số tặng quà nghe mọi người hôm nay đó. Là Hùng rất là mừng. Là bởi vì có nói chuyện với lại bên công ty 21 Sweet là về cái livestream hồi tuần rồi. Cho nên là họ rất là thích chơi cái trò chơi này. Cho nên là hôm nay họ sẽ tặng nhiều quà hơn nữa để mà mình có thể chơi. Rồi cho Hùng mở cái này lên để Hùng đọc comment mọi người nghe. Rồi cho tôi hello Katie. Rồi hello Chi Đỗ. Trời, lúc nào Chi Đỗ cũng là một trong những người theo dõi Hùng thường trực nhất. Làm như là cái thời gian Chi Đỗ leo lên giường nó cũng đủ, nó cũng bằng thời gian tôi livestream hay gì á. Bây giờ đang nằm ngửa trên giường coi tôi đúng không? Đúng không? Như vậy nó mới cảm giác thảnh thơi. Rồi cho Hùng recap lại nghe. Hôm nay á là Hùng sẽ tặng quà của công ty 21 Sweet về cái sản phẩm là extend cái nail X. Thì cái nail X á, thì họ có là cái extension glue rất là ngon và cái hộp móng rất là đã luôn á mọi người. Thì các anh chị nào mà còn chưa có biết Hùng đang làm cái gì đó thì cho Hùng xin khoe lại là hôm nay chương trình quay số tặng quà nail X để cho mọi người khoe sản phẩm và đồng thời để cho mọi người xin Hùng muốn giới thiệu cái công ty 21 Sweet này đối với cả nhà. Những người nào á mà cần để nhận quà được đó thì xin cả nhà hãy bấm vào cái link trên Facebook của Hùng, cái link ở trên livestream này nè. Thì cái link đó nó sẽ dẫn cả nhà vào trong một cái trang mạng, nó chỉ có là điền những thông tin rất là căn bản, ví dụ như số điện thoại và địa chỉ nhận hàng là chỗ nào, để cho Hùng biết được là cái món hàng đó nó gửi đi đâu để cho Hùng làm nó không có bị lộn xộn. Thì nhờ cả nhà hãy vào đó, rồi sau đó khi mà cả nhà đăng nhập trong vào cái website đó thì mỗi người đều có một cái số riêng và cái số đó thì Hùng sẽ quay số bằng app bắt randomly thôi, là người nào trúng thì sẽ được tặng quà. Nhưng mà hôm nay đó là dĩ nhiên là Hùng cũng muốn cho cả nhà chơi được vui hơn. Và đồng thời đó, hồi tuần rồi đó thì cũng nghe nhiều người kêu khổ là tại sao ngồi coi livestream của Hùng mà tại chỗ không được trúng quà, cho những người nào mà không có coi thì được trúng. Vì cái điểm đó, hôm nay Hùng sẽ có một cái đặc biệt hơn là những người nào đang coi trong livestream của Hùng đó thì sẽ có được nhiều cơ hội trúng hơn. Cho nên là ráng coi và theo dõi nghe. Và để cho cái chương trình quay số này nó mỗi lúc nó một hiệu quả hơn và nó đi rộng rãi hơn, thì để cho cái thương hiệu 21 Sweet này nó đi gần với là những người làm nail hơn, và cũng để cho cái thương hiệu này nó thương mến Hùng hơn, thì Hùng xin nhờ mọi người share livestream của Hùng càng xa càng tốt để cho mình có được nhiều người tham gia chơi với lại cái chương trình quay số trúng thưởng này hơn. Bởi vì bên công ty 21 Sweet á, họ cũng rất là dễ thương, tại vì họ có những cái sản phẩm riêng của họ, và Hùng họ nhờ Hùng á chia sẻ những cái thông tin sản phẩm của họ lên trên với lại trang mạng xã hội để cho những người làm nail đều biết. Thì thông vào những cái việc đó đó thì họ cũng rất là rộng rãi, họ cho quà Hùng để Hùng tặng lại cho cả nhà. Thì khi mà họ cho quà là họ gửi rất là nhiều quà về nhà của Hùng, rồi Hùng lại là người tự lấy cái thùng như thế này nè, rồi gói từng món quà vô, lấy băng keo, trợ nhiệt tình dữ lắm mọi người. Một ngày á, hai ngày Hùng làm quà như thế này nè, nó cắt tay cắt chân luôn đó, rồi bỏ quà vào, rồi sau đó đi ra bưu điện để gửi, rồi phải trả tiền cho bưu điện, trả tiền luôn tiền cước phí để mà gửi quà về cho cả nhà chơi. Thì nó cũng qua rất là nhiều công đoạn dữ lắm, bởi cho nên là cũng hy vọng là cả nhà thương mến Hùng lại, share cái livestream giùm cho Hùng nha.
hôm nay được kiến đẹp hả? Thì cũng cố tình làm cho nó ngựa ngựa để cho người ta bắt mắt vậy mà. Lâu lâu cũng hù vậy, nhưng mà kiến này là kiến cẩn thiệt. Trời ơi, Hùng có, hình như là Hùng có ba cái loại kiến. Một loại kiến là cận nhìn xa, còn cái loại kiến giũa neo là nhìn gần, rồi có một cái loại kiến là vừa nhìn xa vừa nhìn gần, nó trộn lại. Tôi nói tôi cũng hơi bị rối, tôi hơi bị rối mỗi lần mà đi ra đi cắt bắt kiến ha, là hơi bị rối. Là bởi vì á, nhiều lúc đeo cái bắt kiến mà nó trộn vừa xa vừa gần đó thì nó cũng rất là mệt, nên Hùng cũng rất nó rất là ghét đeo. Nhưng mà khi mà đi lái xe ban đêm hoặc là đọc chữ mà xa xa như thế này đó, thì nhiều lúc cũng phải cần cái kiến cận để đọc cho nó rõ, mà cái chữ mà nó gần quá thì đọc cũng không được, phải đem cái kiến lão vô đọc mới được. Bởi cho nên là tôi cũng có ba loại kiến, nên bây giờ ba loại kiến mà cứ làm mà với cái giọng bình thường hoài đâu có biết cái nào với cái nào. Bởi cho nên thôi tôi chọn những cái màu mà cho nó quằn quại vô để dễ nhận dạng. Rồi với lại cái máu cũng ngựa mà đeo xí xa xí kiểu xí soạn vậy mà. Bởi cho nên là màu màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu gì tôi cũng có, cho nó chỉ có là chưa có đủ nhiều màu, nhưng mà nó cũng có nhiều cái màu nó nổi, màu đen, màu 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 nâu, màu xám và cái kiểu chân á. Rồi thì bây giờ cho Hùng khoe lại nha. Trước tiên là Hùng sẽ tặng quà là cái chai extension glue và một cái hộp móng của dòng họ móng Úc đi kèm. Đây là Nail X, thì đây là cái thương hiệu 21 Sweet, họ làm sản phẩm này là Nail X. Nail X là cả nhà biết là một cái móng úp rồi mình úp vô đó. Thì cái chai này của họ, đây là một cái sản phẩm rất là mới, họ không có làm bằng gel mà họ gọi là glue, là bởi vì nó rất là chắc. Thì đây là nó có glue trong đây, cho nên Hùng có thể mở ra cho cả nhà cùng thấy là nó có cái độ sticky rất là cao, là nó dày chứ nó không có lỏng như là gel. Vì cái điểm này đó cho nên là họ nó giữ cái móng rất là chắc. Thì cả nhà chỉ cần quét cái này lên trên cái móng rồi sau mình úp ngược lại với nhau, rồi sau đó mình nướng thì tự động nó dính, cho nó dính rất là chắc. Thì cái chai này của họ là 1 ounce, ở supply đó thì họ đang bán là 35 đô một chai này. Nhưng mà nếu mà các anh chị nào muốn mua ở trên cái kênh livestream của Hùng đó thì có được 10% off, là chỉ có 32 đồng một chai mà thôi. Cộng thêm là sẽ tặng được một cái hộp móng này trị giá cũng hai mươi mấy ba chục đồng nữa, rồi còn free shipping coi như là hai món này nó chỉ có 32 đồng mà thôi. Thì các anh chị nào mà muốn mua thì cứ comment hoặc là cứ message riêng cho Hùng để mà mua nhé. Cái tình trạng ở đây trên Facebook đó, thì mình cũng biết được nhiều thông tin nó gọi là spam và scam. Hồi xưa là chỉ có spam, rồi nó lại có một cái gia đình khác gọi là scam. Bây giờ là hai gia đình nó trộn lại nha, nó vừa gọi là spam với lại scam luôn. Có nghĩa những thông tin nào mà đăng lên trên cái social media đó, nhiều lúc á, ví dụ những người mua hàng thì người ta comment vào Hùng đó, rồi đinh ninh là bên Hùng sẽ buôn bán với họ, nhưng thật ra là cũng có nhiều người giả mạo với đó quý vị, nhiều người xạo đó, người ta muốn gạt tiền mọi người, cho nên là chỉ cần họ có thể giả danh Hùng đi lấy tiền của mọi người xong rồi họ sẽ biến mất. Thì một phần là quý vị sẽ được bị mất tiền, thứ hai là Hùng cũng sẽ bị mang tội, bởi vì Hùng mang danh nghĩa là gạt người, cho nên là ráng cẩn thận với mọi người nhé. Mọi người hãy chủ động message riêng cho Hùng, rồi sau đó Hùng sẽ lần vào cái message đó, Hùng sẽ nói chuyện với cả nhà để nói chuyện trao đổi về vấn đề lấy tiền, thanh toán và ship hàng, như vậy thì nó sẽ chắc hơn. Còn ngoài ra đó thì mọi người cứ comment trong trong cái livestream này, rồi sau khi livestream thì Hùng sẽ đi tự liên lạc với cả nhà. Và dĩ nhiên là cũng có rất là nhiều cái trang tên Hùng Lê Hùng cũng khuôn mặt này luôn mọi người. Trời đã nói giả thì nó giả rất là xịn, nhưng mà mọi người có thể coi được là cái sự follow nghe. Thì ở trên cái page của Hùng á, cũng may là Hùng cũng rất là may mắn được nhiều người thương mến. Thì trên cái page của Hùng có khoảng chừng là 115.000 hoặc là 116.000 follower gì đó. Và ngay cả cái kênh mà personal của Hùng rất là ít sử dụng cho buôn bán đó, thì cái kênh đó nó cũng có 50-60.000 người follow. Cho nên khi mà cả nhà coi những cái trang Facebook là phải ý coi cái số lượng follow đó có phải là chính chủ hay không, bởi vì những người mà giả mạo thì họ không có được nhiều người follow đến như thế, thì họ giả mạo mà. Vì cái điểm đó thì ráng để ý nghe, có nhiều người cũng có dùng danh nghĩa của Hùng và cũng có trang giả của Hùng ở trong đó nữa, xin cả nhà hãy để ý và thận trọng. Rồi bây giờ thì cho Hùng quay số đầu tiên hôm nay. Trị giá cái món quà này là khoảng chừng
60 mấy 70 đô, bởi vì một cái hộp này gồm có nó là treo, nó có là 602 cái móng ở trong này đóng khung, nó là treo rất là cứng, rất là bền. Còn cái chai extension glue này nó có pha chất keo trong này cho nên dán rất là ngon. Ủa my live stream freeze á, ủa không thấy đâu có freeze gì đó, không thấy bình thường mà ta. Có thể là internet nó bị gì không? Thế internet ở nhà Hùng rất là ok, Hùng đang coi cái live stream của mình cũng rất là ok nè. Và đồng thời cái hai cái món quà này còn có free shipping nữa, thì tiền tặng quà hôm nay cái món quà này khoảng chừng 70 đô. Rồi bây giờ thì Hùng sẽ dựa vào cái danh sách của các anh chị nào mà đã đăng ký gửi quà rồi đó, thì Hùng sẽ dùng một cái app nó gọi là Pretty Random. Là cái app này là hồi tuần rồi là Hùng đã bấm vào trong đây để lựa những người nào mà trúng thưởng đó, thì giờ mình cứ tiếp tục bấm vào đây để coi người nào trúng thưởng nghe. Rồi ready chưa cho phần quà đầu tiên của công ty 21 Sweet, và sản phẩm tặng là Nails Axe gồm có một chai glue 1 ounce rất lớn trị giá 35 đô, và có một cái hộp móng bằng treo khoảng 600 tip trong đó khoảng 30 đồng và tiền shipping free luôn, là Hùng tặng luôn cả cái món quà này cho cả nhà nghe. Còn nếu các anh chị nào mà muốn mua ủng hộ Hùng thì có thể mua trên livestream của Hùng, là hai món này chỉ có 32 đồng mà thôi, là tiền shipping một chai glue và có luôn cả một hộp tip. Tất cả những cái tip của công ty 21 Sweet đó thì họ tặng thôi chứ họ không có bán nha cả nhà nghe, và có bán tại các supply khắp nơi của nước Mỹ, cả nhà có thể ra ngoài supply để mà tìm mua, nếu mà cả nhà muốn cần ra supply mua thì cứ mua nghe. Hộp móng của họ không có bán, hộp móng của họ chỉ hỗ trợ tặng mà thôi, bởi cho nên nếu mà dựa vào những cái trò chơi như thế này và theo dõi những cái tin mới như thế này rất là hấp dẫn, bởi vì mình không cần phải tốn tiền mua tip nữa cả nhà, bởi vì hộp tip nó cũng rất là mắc tiền. Rồi ok, bây giờ thì Hùng sẽ quay số tặng quà đầu tiên nghe. Ready, good luck cho người đầu tiên ngày hôm nay. Bấm, rồi nhảy 1, 2, 3, coi số mấy nghe. Ta ta ra ta, số mấy đây, số mấy, người nào sẽ là người. Rồi, 287, cho Hùng xíu nghe, để Hùng sẽ coi người 287 này là 287, ok, Hoài Nguyễn 287, 4 số điện thoại cuối là 0305. Trời ơi, có ông Hoài đây không vậy ông Hoài? 287, ông Hoài ơi, ông Hoài à. Có ông Hoài giơ tay lên giùm tôi cho tôi coi, cho tôi thấy cứ coi. Sao biết mình số nào? Ồ, Hiếu Lương ơi, khi mà Hiếu Lương đi đăng ký trong cái địa chỉ gửi hàng đó thì bên cái website nó tự động nó generate mỗi người dựa vào số điện thoại, nó sẽ cho một con số. Và cái con số đó thì nó sẽ gửi qua bên danh sách của Hùng, là bởi vì mình phải làm việc nó có robot chút xíu, chứ một mình Hùng quản lý hết cái việc trò chơi thì rất là lộn xộn. Cho nên là Hùng nhờ những cái website đó họ lưu lạc thông tin đó, rồi sau đó mỗi người có một cái generate, có một cái số. Rồi khi mà Hùng quay số đó thì Hùng sẽ dựa vào cái con số thứ tự mà của website nó generate, mình có thể tra được là người nào được tặng quà. Như vậy chơi như vậy thì nó có vẻ như là nó hơi huyền bí một xíu, và đồng thời nó cũng hấp dẫn hơn xíu, nó có công bằng hơn xíu. Chứ nếu mà bây giờ mà mình có bốc thăm thì nhiều lúc mình cứ bốc không biết là người này ở dưới hay người kia nằm ở trên, như vậy thì chơi nó không được vui. Rồi chơi như vậy thì nó vui hơn. Còn nếu mà Hiếu Lương mà muốn mua đó thì cứ mua nha Hiếu Lương nghe. Và đồng thời đó, đây nè mọi người, tuần rồi Hùng mới vừa khoe cái sản phẩm này thôi á, thì rất là bất ngờ có rất là nhiều người mua. Xin cảm ơn mọi người đã mua cái sản phẩm này của Hùng hồi tuần trước nghe, cũng là của công ty 21 Sweet. Đây là sản phẩm tại Cali nha mọi người nghe, của California. Và đồng thời là xin thông báo sản phẩm này không phải sản phẩm của Hùng. Nhiều người rất là dễ thương cứ nhắn tin vô hỏi Hùng, Hùng ơi sao Hùng mà có nhiều hiệu dưới ở tập. Mọi người ơi, em không có sản xuất nail, em là người đi xin sản phẩm để mà chia sẻ với mọi người cho vui. Bởi vì trên đây là gọi quảng cáo cũng được, gọi chia sẻ thông tin cũng được, gọi xàm cũng được, miễn là mình có điểm lợi là mình trong cộng đồng làm nail của mình là có nhiều thông tin mới và có thể xin được những cái giá rẻ là ok rồi. Thì khi mà cái sản phẩm này mới ra đời đó thì Hùng có nói chuyện với công ty 21 Sweet, thì ở trong cái collection này đó là họ chỉ có làm màu thường và màu treo mà thôi, thì nó chỉ có đua, nó không có bột. Và hiện tại collection này là có 288 màu. Và Hùng xin deal với họ để được tặng quà. Các anh chị nào mà muốn mua cái set này đó, nó chỉ có 1.150 mà thôi. Tính ra là một màu như thế này chỉ có 4 đồng.
rất là rẻ, và ngược lại là Hùng còn xin thêm tặng quà cho cả nhà mua cái set này, thì cái số tiền tặng quà tương đương khoảng chừng $500 tiền tặng quà. Có nghĩa là nếu ai muốn mua cái set này là 1150 thì sẽ được tặng quà là cả một set Nails X, gồm có là 15 hộp. Nó có 5 dáng khác nhau và mỗi dáng nó có 3 kích cỡ khác nhau. Thì nó sẽ là 15 hộp như này cùng một set. Và còn tặng luôn 3 chai clue, mỗi chai 1 ounce như thế này, đi kèm với lại cái bộ nước sơn. Chỉ có 1.550 mà thôi. Và tiền shipping là free cho nước Mỹ nha mọi người nghe. Nếu mà ai ở Alaska, Hawaii, Puerto Rico và Canada hoặc là Campuchia đó, thì cho Hùng xin thêm tiền shipping, bởi vì qua cửa khẩu á, rất là mắc tiền, cho nên là công ty không có chịu đại thọ bên cái việc đó. Còn bây giờ cả nhà ai muốn mua cái set này thì đối với Hùng thấy rất là ok nha cả nhà. Cái chai cặp nước sơn nó như thế này nó rất là match, và cái chai gel đó mọi người là họ có trán gương cho nên họ bảo vệ cái ánh nắng, bảo quản rất là tốt. Cọ thì gọi là full light, bởi vì chạy theo thời thế này là phải xài full light thôi mọi người. Cho nên là nước sơn xài sơn đâu nằm đó rất là ok. Mà đối với Hùng thấy nó là như vậy nè, nó chỉ có 4 đồng đồ thôi. 4 đồng cực kỳ là rẻ cho một cặp như thế này luôn, rất là rẻ. Cho nên nếu mà mình mua mà lỡ mà có bị rớt tai nạn bị bể, mình cũng không có đau lòng, tại vì nó có 4 đồng thôi cả nhà. Cho nên nếu mà ai mà mua nguyên một set này đó thì chỉ có 1.550, và Hùng tặng một set Nails X 15 hộp tip và có 3 chai clue ở trong đó. Ngoài ra thì có một cái quyển color book như thế này, cộng thêm là có hai thêm cái color charge cho cả nhà luôn nghe. Thì ở trong đây là mọi người thấy này, thí dụ như là trong cái color book này thì nó họ có đánh dấu là 1, 2, 3, 4, thì nó sẽ bằng như trong đây là giống như cái color charge. Cái color charge này nó là kim tuyến, color charge này nó là nude, color charge kia nó là màu spring hoặc là màu winter, thì màu rất là đẹp. 288 màu, tổng cộng hết chỉ có 1.150 mà thôi. Thì các anh chị nào muốn mua thì cứ comment vào đây là muốn mua, hoặc là message riêng cho Hùng để cho Hùng có thể gửi cái hàng này về cho tiệm cho cả nhà và gửi quà cho cả nhà luôn nghe. Rồi ok, ngoài ra đó thì bây giờ tới phiên quay số lần thứ hai đi cho nó lẹ. Và nếu cả nhà mọi người đang theo dõi livestream của Hùng, cứ ở lại phòng của Hùng, đừng có bị buồn là mình chưa có được trúng. Hỏng chừng dụ tôi thì tôi sẽ cho quà mọi người tùm lum tà la thì sao. đã là quà rồi, cho nên là Hùng cũng rất là sảng khoái. Mà điều có quan tâm đó là như vậy nè, khi mà Hùng xin quà đó thì Hùng xin quà với lại công ty 21 Sweet, thì họ cũng có những cái thể lệ là bởi vì họ không có muốn sản phẩm của họ là ai cũng có thể lấy free rồi không có chịu xài, hoặc là không có thích, có nghĩa là không có sử dụng mà lấy về lại làm gì đó. Cho nên Hùng cũng không có muốn là xảy ra tình trạng với bị hoang phí. Mình cũng rất là muốn đưa tặng cho đúng người đang cần. Thí dụ như là những anh chị nào mà đang tò mò về sản phẩm Nail X nè, và cũng không có muốn là không biết nó có khó làm dễ làm hay không, hoặc là cái tiệm nào đã xài Nail X rồi và đã đang xài rất là nhiều thương hiệu khác, thì có thể đây là một cái dịp thử thương hiệu 21 này để coi thử là sản phẩm của họ nổi trội đến cỡ nào. Và đối với Hùng á, thì Hùng thấy là sản phẩm chất lượng rất ok. Có vài cái lý do. Thứ nhất, đây là sản phẩm mà latest. Latest có nghĩa là tiếng Việt gọi là trễ nhất, muộn nhất đó. Những sản phẩm mà ra đời muộn nhất thì thường thường là những sản phẩm đó họ sản xuất rất là kỹ, và họ phải dựa vào những cái sản xuất cũ của những cái sản phẩm cũ để học, họ rút ra nhiều cái kinh nghiệm để có thể đúc kết cho sản phẩm mới nhất của họ trình làng nó phải ok hơn. Cái hai thứ hai nữa là thương hiệu này là một cái thương hiệu mới nhưng nhà sản xuất cũ, là bởi vì những người làm trong nghề sản xuất họ đã rất lâu năm trong nghề sản xuất nail rồi, họ từng sản xuất những thương hiệu khác rất nổi tiếng mà Hùng không kể lên đây được, bởi vì điều tế nhị hiệu nào đó là hiệu nấy thì Hùng không có dám kể ra trên đây. Nhưng họ là nhà sản xuất nằm trong giới sản xuất nail người Việt của mình đã mười mấy hai chục năm, người rất là cũ, kinh nghiệm rất là cao, và họ sản xuất cái hiệu này nó mới, bởi vì cho nên là họ cái ngành sản xuất của họ, cái kiểu sản xuất của họ rất là kỹ. Và đặc biệt hơn nữa là khi một cái thương hiệu mà nó mới á,
họ rất là thận trọng để cho số tiền đầu tư của họ không có lỗ. Bởi vì đầu tư bây giờ toàn là tính bạc triệu thôi mọi người. Cho nên là họ không thể nào làm những sản phẩm mà bất ớn được. Nếu bất ớn thì họ sẽ gãy, lấy gì họ có tiền nữa mà sinh sống. Cho nên là họ rất là thận trọng, nên cả nhà cứ yên tâm, có thể sử dụng sản phẩm này. Đối với Hùng thấy rất là ok, đặc biệt nhất là cái chai keo này nè. Cái extension glue này đó, thì họ gọi đây là 4-in-1. 4-in-1 có nghĩa là cái chai này mình có thể sử dụng như là keo dán móng ốc, là một chức năng. Thứ hai là mình có thể dùng cái này để làm như là gel builder của dòng họ gel nước, là hai. Thứ ba là mình có thể dùng cái làm base coat cho gel manicure rất là cứng, là ba. Cái thứ tư nữa là những vị khách nào mà đang làm móng giả mà họ tháo móng tay ra và móng tay thật của họ nó quá mỏng, thì có thể dùng cái sản phẩm này mình sơn lên để cho nó balance lại cái dòng móng tay và nó rất là chắc, nó rất là cứng. Thì nó có 4 chức năng, cho nên họ gọi là 4-in-1 extension glue. Cho nên chất lượng rất là ok. Giá thị trường là 35 đô, nhưng hôm nay mọi người có thể mua ở trong cái livestream của Hùng là 32 đồng mà thôi, bớt được 10%. Đồng thời còn được tặng một gói quà như thế này để đi kèm, có nghĩa là hai cái món này free shipping, chỉ có 32 thôi. Còn nếu cả nhà mua 15 chai này đó, thì Hùng cũng sẽ tặng 15 hộp để về nhà khỏi cần phải mua thêm hộp nữa. Cứ xài những hộp móng như thế này là ok nhé mọi người nghe. Cứ mua đi, gõ vô comment, người nào muốn mua thì cứ gõ comment cho Hùng nghe. Trời, hello Cindy. Trời, Cindy lại khoe, lại khen Hùng đẹp nữa hả? Thích quá à. Hiếu Lương tặng cho Hiếu Lương cái kiến rồi lấy gì Hùng dòm. Đó, coi nè, thôi dòm cũng được mà chẳng qua không thấy rõ thôi. Cởi đeo vô cho nó đẹp. Cái kiến này của tôi đó là nhân dịp về Việt Nam tôi mới rinh đó mọi người. Nó không có rẻ tiền đâu, nó tốn ít nhất cũng là 700 ngàn đó cả nhà. Vừa gọng, vừa len, vừa đủ thứ 700 ngàn đó. Trời ơi, tôi nói 700 ngàn tôi về Việt Nam. Đứa xứ ơi xứ, tại vì tiền Việt Nam so ra đối với mọi mình thấy nó rẻ đó. Cho nên cái gì mình cũng rất là muốn mua. À, cái gì? I wanna try gel, but it takes longer to dry, man. I can't wear shoes or flip-flop. Là cái gì, Trish? Trish, you wanna try gel? Ok, nếu mà dry gel là phải nướng gel luôn. You have to dry in a LED. Như vậy là nó đâu có ướt gì đâu. Thì mang dép, mang đồ được mà. Vậy thôi, Trish là Trish có thể mua nguyên một cái mớ này đi về đi. Có 1,150 chứ nhiều đâu. Mua về tha hồ mà xài. Cái gì, I need a gift for my three moms. Three mom nào? Ủa sao ai mà có tao ba má dữ vậy trời. Khổ ghê. Rồi, bây giờ thì Hùng sẽ quay số tặng phần thứ hai của món quà này cho cả nhà nhá. Good luck. Món quà này là món quà trị giá khoảng 70 đô la nha mọi người. Rồi, con số hồi nãy Hùng chỉ cần lấy tay đụng thôi là nó generate số mới. 1, 2, 3. Good luck, good luck, good luck, good luck, good luck, good luck. Số ai vậy? Dễ ra. 118. Ok. Rồi 118, để tìm thử coi ai là 118 nghe. Rồi đây. Trời ơi, nếu mà tôi kêu người nào mà nằm ở trong cái livestream này chắc vui gì lắm. Lúc này là tôi cũng rất là muốn đây nè. 118. Danh Nguyễn. Trời ơi Danh ơi, Danh ở đang ở Louisiana. 4 số cuối là 3185. Có ông Danh đây không vậy mọi người? Ông Danh ơi. Ông Danh hay là bà Danh? Chắc là bà Dành quá. Phải bà Dành không bà Dành? Rồi 118. Chúc mừng Danh nghe. Còn các anh chị nào mà còn chưa ghi danh để mà có thể quay số thì có thể bấm cái link của Hùng đó. Rồi sau đó nó sẽ tự động generate trong cái trò chơi này nghe. Thì chút nữa Hùng sẽ refresh cái trang này thường xuyên để coi thử là còn ai có thể ghi danh vào trong này hay không. Hiện tại bây giờ là Hùng thấy là rất là nhiều người danh chơi rất là vui, bởi vì nó đủ tiểu bang hết. Hùng thấy có Michigan, Colorado, rồi Texas, rồi có Kentucky, Indiana, North Carolina, vị trí nhà Florida. Trời ơi, rất là vui, gặp nhiều người. Hy vọng là bữa nào mà tôi có thể đi từng sớm để có thể gặp được từng người chắc là vui chết luôn. Chơi cái đó là vui lắm luôn đó. Ok, rồi. À, em gắn thử một móng được không? Anh gắn thử một móng được không? Gắn được, nhưng mà Hùng đâu có cái đèn chéo đây đâu mà gắn. Đây nè, gắn thử móng nghe. Rồi, phải có cái đèn chéo mới được.
Cái móng này á, nó là treo và nó đóng khung, nó đúc. Và xin khoe cho mọi người nghe, cái hộp này á, hộp tiếp của công ty 21 là họ không có bán nha mọi người. Họ làm ra họ chỉ tặng thôi mọi người. Trời, công ty gì mà thấy thương quá. Thích cái công ty này quá. Tạo tặng cái hộp rất là dễ thương, chứ cái hộp màu hồng nhìn rất là chắc cú dễ sợ. 600 tip ở trong này, họ làm ra họ chỉ tặng thôi, hỗ trợ khách hàng mà thôi, chứ họ không bán. Và các anh chị có thể ra supply và cũng có thể yêu cầu họ tặng luôn nha mọi người nghe. Tất cả supply đều có. Thì cứ ra đó nói là ông Hùng Lê Hùng Suối đó, công ty 21 có bán cái chai glue tặng cái hộp móng, thì họ sẽ tặng cho mọi người nghe. Thì cái móng này là cái móng đúc, nó bằng treo, là nó sẽ như vậy này, nó đóng khung. Thì cái móng này mình chỉ cần dỡ nó lên như vậy, rồi sau đó dĩ nhiên là trước khi làm là mình vuỡ sạch cái móng trước nghe, mình dỡ móng lên, rồi sau đó mình quét keo này vào trong cái móng, rồi sau đó mình ướp dán lại với nhau, rồi sau đó mình nướng vào trong cái đèn cho nó khô, vậy là xong. Nó chỉ có hơi khác biệt là nếu các anh chị nào mà gắn cái móng này mà cố ý sơn màu gel color thì mình có thể dán gần cái Kiroko một chút xíu, nhưng đừng có đụng cái Kiroko, né ra độ khoảng chừng 5% của cái móng, thì khoảng chừng 95% mình dán cao cỡ đó để cho mình có thể trừ được một cái lối mình dũa ở cái phần này cho nó xẹp xuống, mình sơn màu gel nó sẽ mướt hơn, nó không có chảy và nó không có bị cộm tay khi tay khách họ mọc ra. Còn nếu mà các anh chị nào mà dùng cái móng úp này để làm cho deep đó, thì mình có thể làm xa ra một xíu, độ khoảng chừng mình dán khoảng chừng 90% mà thôi, rồi sau đó mình sẽ mũ dài mài cho nó xẹp xuống, rồi mình deep vô trong cái deep thì nó rất là đẹp, nó natural hơn. Chưa, không có cái LED light hả? Nếu mà không có thì thôi mua đi, chứ giờ Hùng tặng luôn hay gì, muốn Hùng tặng luôn cái đèn hay gì. Tặng cái đèn bình thường được không? Đây là tháo trên trần nhà, tặng cái bóng đèn này được không nè? Tris, đây đó, nếu mà Hùng chịu chơi, Hùng tặng luôn cái bóng đèn này được cho Tris. Xong cái đèn này là đèn ở nhà của Hùng á, nó cũng là LED, nhưng không biết nó có nướng được cái treo như Chris Tris muốn hay không, không biết nghe. Rồi bây giờ nếu muốn thì để tôi tặng luôn cho. Anh Tuấn ơi, cái chai này là ở supply á, là 1 ounce, bán là 35 đô, nhưng mà mua trên livestream của Hùng là chỉ có 32 thôi, bớt 10%, và đồng thời là tặng luôn cái hộp móng và tặng luôn tiền shipping nha, chỉ có 32 đồng. Nếu mà anh mua 15 chai á thì sẽ được tặng nguyên một set của cái móng này, gồm có 15 hộp giá và dán khác nhau. Ví dụ như là cái dán nó là 5 dán, nó mỗi dán nó có 3 kích cỡ là short, medium và long, cho nên là 15 hộp là nguyên một set luôn đó, rất là ok nghe. Sơn lên móng thiệt rồi sơn lên móng có được không? Ủa được mà, thì đi lấy nước sơn nè, thì trên nước cái nước sơn này thì nó có, đây là nước sơn thường thì sơn lên móng thiệt, rồi giờ cái gel color này cũng sơn lên móng thiệt hay sơn móng giả, muốn sơn đâu sơn, đừng có sơn tường nhà là được rồi, nó hoang phí. Thì hai cái chai nước sơn muốn sơn đâu sơn, chứ một cái nước sơn thường và một cái gel, một cái là phải cần dùng miệng thổi cho nó khô, và còn một cái là nướng vô đèn thì nó khô. Là nguyên một cặp này nó chỉ có 4 đồng mà thôi, 4 đồng. Và trong cái line này thì nó có là 288 màu, và ngoại trừ á, cả nhà mua 288 màu thì bên Hùng, bên công ty 21 Switch tặng cho một set Neo X 15 hộp, và đồng thời tặng luôn cho 3 chai như thế này, rồi tặng luôn là một color book và tặng luôn 2 cái color charge là everything, nó chỉ có là 1150 mà thôi. Nhưng nếu mà muốn mua đó thì xin nhắn tin riêng cho Hùng nghe. Rồi Hùng sẽ xin địa chỉ và Hùng sẽ gửi liền cho mọi người. Em nói treo gắn móng, thì treo gắn móng nè, keo gắn móng, đúng rồi. Cái keo này đó, nếu mà gắn móng thường đó, có nghĩa là mình gắn móng full set đúng không? Thật ra nếu mà dùng cái lùng dùng cái gọi là cái gì ta, cái căn bản tư duy suy nghĩ thông minh của Hùng đó, thì nó sẽ được, nhưng mà nó tốn kém và nó sẽ bị lôi thôi cho mình, cho nên không nên dùng keo này gắn móng thường khi đắp bột. Là bởi vì mình gắn cái móng này rồi, mình phải cần có cái đèn hỗ trợ nó mới khô, bởi vì ở đây là vừa treo và keo trộn với nhau, chứ nó không phải là chỉ có keo như là cái dòng họ gắn móng thường hồi xưa. Thì cái keo thường đó thì nó sẽ khô bằng hơi, còn cái này nó có trộn treo nên phải cần LED nó mới chín. Cho nên nếu mà dùng cái keo này để mà dán móng thường được, nhưng nó sẽ hơi lôi thôi, không nên sử dụng, và chỉ nên sử dụng là dùng treo này để gắn cái móng úp mà thôi.
như vậy thì nó sẽ được hay hơn. Thì cái chai này nó họ gọi là 4-in-1. Một là xài cho móng úp, hai là có thể thay thế làm gel builder, nó rất là chắc và ngâm ra rất là dễ. Cái thứ ba là có thể dùng cái gel bí cho gel color. Thí dụ như là những vị khách nào mà làm gel manicure mà cái tay của họ hay bị chóc đó, bởi vì tay dầu hoặc là tay mỏng, thì có thể dùng cái này để mà thế cái base ở nhà của mình nó rất là chắc. Đồng thời tay nào mà những cái tay mà bị lòi lõm từ làm móng giả đó, mà tháo móng giả ra nó bị lòi lõm, thì dùng cái này sơn lên thì nó rất là cứng và nó sẽ hỗ trợ móng thật của khách mọc ra rất là lẹ. Ok rồi, bây giờ thì mình quay thêm lần thứ ba nữa đi hen. Rồi, cho Hùng quay số lần thứ ba để coi tặng người nào được may mắn nha. Mọi người ráng cố gắng thương Hùng share livestream giùm cho Hùng nghe. Là bởi vì công ty 21 này họ hứa đó, nếu mà có nhiều người tham gia chương trình quay số tặng quà với Hùng đó, thì họ sẽ cho nhiều quà hơn. Cho nên nếu mà có nhiều người tham gia đó, thì sẽ là được nhiều người, sẽ trong tương lai sẽ được nhiều quà hơn. Cho nên cố gắng giúp đỡ Hùng trong cái việc này nghe. Bởi vì mình được tặng quà nó cũng vui đó mọi người. Ok, rồi bây giờ Hùng bắt đầu refresh cái trang của những người mới vừa điền ghi danh trong cái link nghe, để coi thử là để Hùng cập nhật để cho nó chính xác, để mình có thể quay số, mình không có muốn miss ai hết. Rồi ok, Hùng thấy rồi đây. Rồi bây giờ chuẩn bị quay số lần thứ 3. Mọi người, cả nhà nếu mà ai còn chưa có biết Hùng đang làm cái việc gì đó thì cho Hùng khoe nghe. Là Hùng quay số tặng quà Nail X của công ty 21 Sweet. Các anh chị nào mà còn chưa có tham gia chương trình quay đó, thì các anh chị bấm vào cái link Hùng có treo trên cái trang livestream của Hùng đó, hit cái link đó và chỉ cần điền thông tin địa chỉ nhận quà là ok, là nó sẽ đủ thể lệ để mà mình có thể chơi quay số. Bởi vì mình trên Facebook á, và đây là một cái chế độ công khai nên mình không thể nào mà yêu cầu mọi người bỏ số điện thoại hoặc là số địa chỉ gửi ở trên Facebook được. Cái điều tế nhị nên Hùng muốn là cho nó kín đáo, cho nên Hùng có thiết có nhờ bên ban kỹ thuật để làm ra một cái website hỗ trợ để cho mình có thể dùng những cái việc đó nó kín đáo hơn và nó hay hơn. Chơi cái trò chơi này tôi nói hả, tôi cũng rất là tâm tư luôn đó mọi người, tại vì á tôi cũng sợ là mình thiếu sót địa chỉ, rồi người này trúng người kia trúng không công bằng, hoặc là nhiều lúc thông tin cá nhân của cả nhà chơi với Hùng bị rò rỉ, nên Hùng rất là kỹ, nên Hùng cũng nhờ, dùng cái chữ nhờ thật ra không có đúng, Hùng mướn các bạn mà làm website thì thiết kế những cái việc đó, rồi nhờ công ty gửi hàng về, rồi Hùng phải đi lấy mấy cái thùng Hùng dán đít rồi bỏ quà vô, rồi khiêng ngược ra bưu điện để mà in cái label rồi mới gửi cho cả nhà. Cho nên cái process đó cũng rất là nhiều công đoạn, cho nên Hùng cũng rất là kỹ là mỗi công đoạn nó phải đâu vào đó để cho cái việc chơi của mình nó được kín đáo và nó được vui hơn. Chứ là mọi người thấy Hùng làm nhiều trò như vậy thì càng thương Hùng nhiều hơn nữa nghe. Đủ lý do. Tôi thấy là cái đó là cái Hùng thấy cái điểm đó là điểm đúng đó cả nhà. Bởi vì nói như vậy là rất là đủ lý do để mà được đáng thương mọi người. Hùng thấy đáng thương dễ sợ luôn á. Còn ai mà muốn mua á thì cũng nhắn tin riêng cho Hùng nghe, vô message. Chứ nếu mà để ý có nhiều người giả mạo, người ta giả mạo Hùng rồi lúc đó mọi người bị gạt thì nó rất là bị thê lương á mọi người. Ok, rồi bây giờ qua phần quà thứ ba của ngày hôm nay trị giá khoảng 70 đô la của công ty 21 Sweet. Sản phẩm Nails X, một hộp móng treo và một ao của cái chai này gọi là Extension Glue 4-in-1. Good luck nghe. Cho người nào kế tiếp đây. Đây. 1, 2, 3. Ta ta ra ta. Ta ta ra ta. Ta ta ra ta. Số mấy đây? Nhảy ra. Số mấy. 274. Rồi. Xin chúc mừng người 274 nghe. Rồi đây. Để coi người nào là 274. Rất là vui. 274. Phương Trinh ở Louisiana. Trúng rồi Phương Trinh ơi. Phương Trinh 4 số cuối là 8823. Wow, xin chúc mừng Phương Trinh nghe.
Có cái này nè, thôi giờ đổi chiến thuật chơi chút xíu đi. Tự nhiên mình quay mà hồi nãy giờ kêu ba người đó chắc đi vẫn nấu ăn rửa chén rửa bát gì mà không có theo dõi cái livestream gì của mình hết. Cho nên là bây giờ là Hùng sẽ tặng quà những người có Vương Trinh đây nè hả? Trời đó Vương Trinh ơi, chúc mừng Vương Trinh được có cái được trúng giải rồi nè Vương Trinh ơi. Nãy giờ có tên chưa? Phương ơi, từ từ. Mới có Phương Trinh chứ chưa có Phương. Phương không nghe. Từ từ sẽ có. Phương Trinh mới vừa trúng đó nè Phương Trinh. 70 đồng, khoảng 70 đồng đó, chai keo glue và đã có hộp mắm. Còn nếu mà Trinh mà thấy thích hơn đó thì mua nguyên cả cái line này nha Trinh, 288 màu. Nó chỉ có 1.150 đô thôi, là tặng một quyển sách này, tặng hai color charts, tặng 15 hộp mắm, tặng luôn 3 chai keo, tặng luôn tiền shipping. Có nghĩa là tiền tặng không là khoảng chừng hơn 500 đô. Và mua cả cái line này 288 màu, chỉ có tổng cộng 1.150. Là cái đó là thuế bên đây cũng chịu, ship bên đây cũng chịu, tặng thêm quà. Tính ngược ra giá thị trường từng món á, thì nó chỉ có 4 đồng một cặp mà thôi, trước khi tặng quà. Còn nếu mà dùng hết mấy cái món quà rồi trả tiền thuế dùm, trả tiền shipping dùm, thì thật ra là cái món hàng này nó rơi xuống được khoảng chừng gần khoảng 3 đồng thôi mọi người. Nó chỉ có 3 đồng hoặc là dưới 3 đồng một cặp thôi, cho nên nó rẻ ơi là rẻ. Nên mua đi mọi người ơi. Trời ơi, hello Hoàng Tấn Lộc. Trời ơi, ngôi sao Mỹ lên rồi, nhớ quá. À, thiệt hả? Nhớ hả? À, tặng, ok, chơi thì tặng luôn chứ, mà tặng ở Việt Nam sao quá dí, mới bay tới 2.000 đô sao mang về được ta. À, thôi kệ đi, cứ hứa trước đi tính sao. Hứa trước đi rồi kiếm cách mình sẽ tính sao, đúng không? Cho nên là một cặp như thế này nó rất là rẻ luôn mọi người. Nếu mà cả nhà trong tiệm đó đang cần thêm màu cho mùa holiday sắp tới, Hùng khuyến khích nên mua, xài rất ok, màu rất ổn và giá bèo ơi là bèo. Cái giá này không thể nào rẻ hơn chỗ nào nữa rồi đó mọi người. Giá rẻ quá cho nên là mua xài cho nó đã. Rồi ok, bây giờ nãy là có 3 phần quà là những người ở ngoài rồi, và may mắn có Phương Trinh ở trong đây đang trúng. Bây giờ thì Hùng có thể tặng một món quà khơi khơi như thế này ở trong phòng livestream của mình thôi nghe. Mua một set nail color tặng thêm đèn treo luôn. Cái đèn treo á Jimmy. Ok chơi. Tặng luôn. Ủa sao mình ngu vậy ta? Sao mình dễ bị nó dụ gì kìa? Tặng đèn treo thì để Hùng đi xin những công ty đèn treo khác Hùng tặng cho Jimmy nghe. Tại vì công ty 21 này họ không có đèn, họ đâu có làm đèn đâu, xin họ. Thôi để Hùng xin cái đèn của công ty sản xuất đèn để Hùng tặng cho Jimmy nghe. Chả sao đó, ở sao con người mình dễ dụ gì trời. Rồi bây giờ mình đi xin, ta không biết là người ta có cho hay không nữa. Rồi tao kể đi. Rồi từ từ tính sao, rồi tao hứa luôn rồi đó. Ok, vậy là Jimmy muốn mua thì Jimmy cứ message riêng cho Hùng. Nếu không chút nữa, Hùng sẽ message riêng nghe. Hai chúng ta sẽ đi vào phòng kín để nói về cái chuyện này. Chứ đừng có nói ở đây, sợ nhiều kẻ gian á Jimmy. Cho nên là chúng ta sẽ đi rời vô phòng kín để nói chuyện này nghe. Rồi, mình sau cái livestream, rồi Hùng sẽ đi vô phòng kín với Jimmy. thì để Hùng xin thử cái đèn nào đó để tặng luôn cho Jimmy. Mà sao Jimmy quỷ nghe, sao trả giá dữ trời. Được tặng quà mà còn trả giá kiểu như vậy cha. Ủa sao nhỏ này khôn với ta mà ngược lại mình kém thông minh vậy cà. Sao dễ bị dụ vậy, nói cái ừ vậy ta. Thôi kệ đi, lâu lâu á mình cũng bị ngu. Tại vì người ta nói tiếng Anh nó gọi là cái gì blondie blum, là gì blondie dumb đó. Cứ nghĩ là mấy cái đứa đẹp đẹp nó hay bị ngu lắm. Bởi vì cho nên là cho nên tôi thấy tôi không bị ngu thiệt á trời. Sao lâu lâu bị dễ bị dụ như trời. Nó dụ xin cái đèn là cũng ừ luôn cho cái đèn trời, còn lỗ tính sao. Lỗ tính sao, cứ chơi nhìn đúng rồi đó, đông đó, gọi là Trish nói là đông đó, là beauty đông hay là cái gì đó. Tự nhiên cái tôi đẹp đẹp cái ngược lại tôi thấy thú hơi bị ngu ngu, tôi kệ đi. Lỗ tính sao, bắt quá lỗ thì Jimmy sẽ mua mấy cái món khác để cho nó có lời. Ok chơi luôn, cứ vậy đi. Nhưng mà mọi người chỉ có Jimmy, tôi ngu với Jimmy tặng cái đèn cho mọi người, đừng có xin đèn, tôi không có đèn cho nghe, tại tôi chưa có xin hãng nào có đèn hết trơn á, phải đi xin mới có mọi người ơi, chứ cái hãng 21 này họ không có làm đèn.
cái đèn loại tốt, ok rồi, cứ hứa vậy đây mà nhất định là không lấy cái đèn này đúng không? Cái đèn này là cái đèn ở trên trần nhà của hùng hùng táo xuống đây nè, không có muốn đúng không? Muốn cái đèn lồng neo chứ không muốn cái đèn này. Ok ok rồi, hứa luôn. Thật ra là Hùng đang có một ước mơ trong tương lai đó, thì có thể Hùng sẽ làm được cái việc này nhiều hơn nữa. Cho nên là cả nhà ráng để ý những cái trang livestream của Hùng và những cái thông báo của Hùng thường trực nghe. Là bởi vì trong tương lai đó là Hùng muốn đi xin nhiều cái hãng và nhiều cái hãng sản xuất và nhiều cái chỗ mà bán hàng nail supply đó, để Hùng xin deal, kêu họ bán rẻ một xíu, hoặc là lâu lâu thì họ có promotion, cho nên là mình Hùng sẽ thông báo lên trên đây cho mọi người mua sẽ được discount giá rẻ và nên sẽ được lợi tiền hơn cho mình. Và dĩ nhiên á là cái kiểu này nó không có phải, cái này không có phải là như là mình xá phá giá thị trường hay này nọ, nhưng mà thật ra là Hùng cũng muốn lâu lâu có promotion. Thí dụ như là tiệm nail mình thì lâu lâu mình cũng có bớt tiền làm chân, tiệm supply thì họ cũng mua cái này tặng cái kia, nhưng mà thay vì từng địa điểm thì nó rất là giới hạn. Còn Hùng thì Hùng xin Hùng tặng nó trên social media, trên online thì nó sẽ vui hơn, nó sẽ được rộng rãi hơn, mọi người ai cũng lâu lâu có được những cái món quà nó nhẹ nhàng thì mình cảm thấy mình yêu cái nghề của mình hơn. Cho nên là trong tương lai Hùng sẽ cố tình làm cái việc này nó thường trực hơn xíu. Nên xin cả nhà cứ để ý trang social media của Hùng nha. Có vài điểm á, là hổng rầy không biết là Facebook nó ghét Hùng ở điểm nào mà nó giấu bài Hùng rất là nhiều. Mỗi khi là livestream của Hùng thì thật ra cũng có nhiều người ủng hộ, còn giờ không biết làm sao mà không ai coi Hùng nữa. Rồi cái Hùng cũng buồn, Hùng buồn nói ủa chắc bây giờ mình chắc mình ăn nói vô duyên hay là người ta coi mình chán, trời sao mà sao thấy ít người coi dữ ạ. Xong cái Hùng cũng nhiều lúc đi ăn phở đồ gặp nhiều người, người ta cũng hỏi ủa ông Hùng ơi sao giờ này ông không làm livestream, tôi không thấy cái Facebook ông nó nhảy lên. Xong cái lúc đó Hùng mới bớt buồn, Hùng nói ồ thì ra là người ta không có ghét mình, mà tại vì Facebook nó giấu Hùng đó mọi người, cho nên là mọi người phải chủ động đi tìm Hùng, chứ dựa vào thằng Facebook thằng nó giấu rồi không có thấy cái notification. Rồi ok, bây giờ chơi thêm phần quà này nghe. Rồi phần quà này là Hùng, phần quà này là Hùng sẽ tặng ở cho những người trong phòng này nha. Hùng tặng cho người trong phòng này, thôi bây giờ chơi đặc biệt hơn đi. Đây Hùng tặng cho những người trong phòng này gồm có nha, một chai primer khoảng 10 đồng. Chai primer này đó là mình có thể xức lên trên móng úp nè, mình xức lên bột nè, mình xức lên dip, hoặc là mình xức luôn trên chai mình hiu cũng được luôn. Là bởi vì nó rất là chắc và được con cái á, được con cái chọn cái râu không tỉa, nó có chọt vô trong cái mỏ, tôi tưởng ủa nãy giờ ăn chưa chùi mép thấy gì, trời ơi thiệt râu không hà. Cái chai primer này á, được con cái này nó không có quá hôi, nó là hóa chất nhưng mà nó không có hôi lắm. Để thôi để Hùng mở, Hùng mở ra Hùng hít thử coi, chắc nó không có xỉn đâu, nó phê phê chứ nó không có xỉn đâu mọi người, cũng rất là ok. Thì cái chai primer này á, nó có đời chữ primer luôn, nhìn rất là có duyên, sạch sẽ và rất là đẹp. 10 đồng. Rồi cái chai glue này đó thì nó là nửa ao, chai glue nửa ao, và tặng luôn một cái hộp tip này nhá. Rồi Hùng sẽ tặng luôn thử một cái cặp gel này cho cả nhà ở trong cái phần quà này luôn, để cho cả nhà có thể thử được là sản phẩm của công ty 21 nha. Rồi bây giờ cho tặng quà trong phòng này bằng cách rất đơn giản, Hùng sẽ hỏi một câu hỏi rất là đơn giản, người nào mà trả lời lẹ nhất trong cái phòng này thì Hùng sẽ tặng quà cái món này cho người đó nghe. Chịu chơi không? Chịu đúng không? Câu hỏi này câu hỏi dễ lắm luôn nghe. Rồi chuẩn bị chưa? Chuẩn bị nhớ comment nha. Chỉ cần Hùng thấy cái comment của người nào ở trong này á mà lẹ nhất thì Hùng sẽ đọc tên của người đó. Tại vì mình sẽ dựa trong cái danh sách comment trên cái livestream của Hùng nghe. Rồi câu hỏi của Hùng rất đơn giản. Trong cái set màu của công ty 21 này đó là Dual, gồm có bao nhiêu màu trong set này? Rồi mau trả lời. Có bao nhiêu màu trong cái set này mọi người, để cho Hùng, người nào trả lời được thì Hùng sẽ tặng một cái hộp này cho mọi người ngay tại chỗ. Trời ơi, Loan Phạm, người đã trúng rồi 288. Trời đất ơi, cái bà ca tỷ ơi, bà ở đâu mà chui vô mà trả lời chỉ có 240 như bà ca tỷ. Có
trò đúng không? Bây giờ đó, bây giờ tao phiên tôi nổi điên lên rồi nè mọi người. Trò đáng lý ra là để tụi tao cho nó chạy lẹ quá má ơi. Nó chạy lẹ quá. 288 màu mới là đúng ok mọi người. Thì Hùng thấy là có Katy trả lời đầu tiên mà trả trật đường rầy 240. Ở đâu mà ra cái thông tin 240 vậy bà Katy? Loan Phan là người nói đúng nghe, Hùng hít cái like nghe. Rồi ok, để Hùng viết xuống Loan Phan để Hùng tặng ok, Hùng tặng cái set này. Chào cho cái này vui đó mọi người. Rồi, Loan Phan ơi, không biết là Loan Phan có điền trong cái thông tin địa chỉ gửi chưa. Nếu không thì nhờ Loan Phan chút nữa nhắn tin vô trong cái Messenger của Hùng cho Hùng xin địa chỉ để Hùng gửi cái này nha Loan. Rồi, Tiến Kiều Loan. Ở đây thì gồm có là ai trả lời? Ờ, Jamie cũng trả lời đúng nè, Phương Trinh nè. Ủa, Phương, Phương Chô đi, Curry, ở đâu mà 286 vậy nàng? Trời, cái số 6 đâu chui ra vậy, lạ ghê nha. Rồi Phạm Chua En, tuổi 280. Kiều Trinh, trời ơi, cái like của người ta bự thù lù như thế này. Và chỉ có 218, đâu có đâu. 288 màu, trời nó nhiều màu dễ sợ luôn mà trả lời trật đường rầy thiệt là thê lương, thiệt là trời Tris ở đâu ra mà 250 vậy nàng, còn bà Chi Đổ nữa có 150 à, trời ơi cái sách người ta bự như thế này mà dám nói. Cindy Hoàng nói em trả trước, đâu có trước đâu, ở đây là Hùng thấy đâu có phải là người trả lời trước đây nè. Thùm neo cứng xuống là nãy Hùng đọc đúng mà, là Loan, mà Loan là người trả lời trước mà. À, đây nè, để kéo lên ngược lại là cũng sẽ thấy đây nè. Đúng rồi, Loan Phan là người trả lời đúng. Trả lời đúng và trước. Thứ hai, người trả lời trước là Katy Bindler, nhưng mà trả lời sai. Thôi chơi cái này vui đó mọi người. Chơi cái kiểu này vui đó. Ok, rồi bây giờ thì cho Hùng quay số cho những người trong phòng lẹ lên, rồi sau đó mình chơi cái trò này lại đi cho nó vui. Rồi bây giờ trở lại quay số người trong phòng. Chơi cái này vui, vui, tôi thấy vui. Rồi, món quà trở lại là chai glue, extension glue 1 ounce. Tặng luôn cái hộp này nha mọi người. Ai muốn mua cái này đó, hai món chỉ có 32 đồng mà thôi. Và nếu mà ai mà muốn mua cái vụ này đó, cái hộp quà mới tặng cho Long Phan đó, thì nếu muốn mua cũng chỉ có 32 đồng luôn. Mua luôn đây, 32 đồng Hùng gửi luôn cho vui đó. Rồi bây giờ tặng hộp này nghe, là cho những người điền đơn ở trong cái phòng rồi, chơi trong phòng. Bây giờ Hùng vô trong phòng để refresh lại, để coi những người nào mà người ta đã có điền thông tin rồi nghe. Rồi vô đây đã có người thông tin điền rồi, thì mình sẽ chơi quay số ở trong phòng này, rồi sau đó mình dãy ra mình chơi trong phòng livestream nữa cho nó vui đó. Rồi đây, mới thấy danh sách của những người cập nhật đã chơi trong phòng nghe. Rồi rồi bây giờ chuẩn bị là quay số cho những người trong phòng nha mọi người. Ta ta ra ta, ta ta ra ta, nhảy đi nhảy đi nhảy đi nhảy đi nhảy đi nhảy đi, số nào nhảy đi nhảy đi nhảy đi nhảy đi 83. Rồi xin giờ xin chúng 83 là người nào đây, để Hùng dò trong đây coi người nào, để Hùng la làng lên coi có người nào đang trong phòng mình không ta. 83, số 83, chơi này vui lắm mọi người, vui quá trời quá đất rồi còn gì nữa. 83. Ôi trời ơi, Mai Bọc ơi, Mai Bọc, trời ơi, Mỹ Bọc ơi, Mỹ Bọc, Mỹ Bọc ở Colorado đây nè, Mỹ Bọc, trời ơi, Mỹ Bọc trúng rồi nè, Mỹ Bọc ơi, có còn ở trong phòng không vậy, Mỹ Bọc à, bơ bà Hùng chính dí, Mỹ Bọc ơi, nãy mới thấy rồi, chui vô rồi, giờ chui ra đâu rồi, Mỹ Bọc, thấy chưa, trời ơi, tôi nói hả, hôm nay bỏ nấu ăn đi, rửa chén, rửa bét gì cái kiểu này, thiệt là, đâu rồi, Mỹ Bọc đâu rồi. Đó, bà đó, Mỹ Bọc trong đây đang có nè. Trúng rồi Mỹ Bọc ơi. Trúng luôn một cái phần này luôn rồi. Cindy Hoàng ơi, Hùng nói thật mà bây giờ Hùng coi lại lên trên cái comment đâu có thấy Cindy Hoàng trả lời trước đâu. Không có mà. Bây giờ Hùng kéo lên ngược lại Hùng, Hùng sẽ kiểm tra một lần nữa nghe. Lần này là lần thứ 3 Hùng đã kiểm tra rồi đó. Đâu có đâu. Hùng thấy ở trên đây á, là người trả lời mà trong cái trò chơi là ta 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 đây nè, đâu ta, chờ xíu nghe,
Đây nè, đó, Hùng thấy dưới này đâu có ai là trả lời trước đâu. Ở đây là có Katie Banterline là trả lời trước là 244, rồi sau đó là Loan Phan trả lời thứ hai mà số đúng là 288. Chứ chứ đâu có thấy Cindy Hoàng là trả lời còn sao Phương Trinh với lại Phương Jody Curry nữa, trả lời sao Jamie luôn đó. Cindy Hoàng thì Hùng thấy là người trả lời 2 3 4 5 tới người thứ sáu lận á. Cindy là người trả lời thứ sáu mà. Thôi không sao đâu, thì chút nữa là mình chờ chơi nữa đi, rồi sau đó mình cũng sẽ được trúng nghe. Jimmy trước đúng rồi đó. Hùng có thấy mà. Thì Cindy Hoàng nói là Sinh Hoàng nói thật. Có thể nó là như vậy này Cindy. Có thể là ở trong cái trang livestream mà Facebook mà Cindy đang coi đó, thì nó có thể là nó nhảy lên cái comment ở hướng đó, nhưng mà mỗi người có comment thì nó dồn vào trong một cái livestream chính của Hùng, cho nên là Hùng sẽ nhìn nó sẽ rõ hơn người là người nào trước người nào sau, cho nên khi mà nó nhảy như vậy có thể là thiếu sót ở cái điểm đó đó. Ok rồi, không sao, thì cái gì mình chúc cho Cindy chút nữa được may mắn lại nghe, nếu không thì mình cứ trả lời thêm nữa đi, rồi Hùng sẽ tặng quà để cho nó vui nhá. Ok, rồi bây giờ trở lại phần quà trong room của mình đi. Rồi, phần quà trong room thì nó sẽ có như thế này cho mọi người nghe. Phần quà trong room nó sẽ như thế này. Thì tiền shipping với lại tiền sản phẩm là chắc khoảng chừng hơn 70 đồng gì đó mọi người. Rồi. Ngoài ra đó mọi người, thì cái cặp treo này nếu mà ai muốn mua đó thì trong cái line này là 288 màu. Chút nữa anh Hùng chụp hình lại cho các chị thấy nè. Ok, chịu luôn. Chút nữa Hùng sẽ chụp hình lại cho. Tại vì trên cái trang của Hùng nó thấy vậy mà. Với lại Hùng cũng lương thiện mà, Hùng đâu có nói láo đâu. Người ta đeo mắt kiến mà nói láo sao được. Tại vì rất là trí thức mà. Sao nói láo được. Với lại nói láo nó cười lắm, Hùng không có nói láo. Có thể là do technical á. Là do technical bên cái nhà Facebook đó. Nhưng mà biết là Cindy thì Cindy cũng không nói láo. Nhưng mà chắc có thể là tại vì bên Cindy cái livestream của Cindy nó hơi bị delay chút xíu hay gì đó. Có thể vậy á mà. Nhưng mà Hùng không có nói láo đâu, tánh Hùng được lắm. Hùng được thiệt á nghe, Hùng nói Hùng được thiệt, trong xóm này ai cũng biết Hùng rất là được. Được thì cho tôi rất là được. Thì trong cái like này 288 màu nó chỉ có là 1.150 thôi cả nhà, mà còn được tặng khoảng chừng 500 đồng tiền quà luôn á mọi người. Mọi người mua cái set đi đi mọi người. Thì nếu mà ai muốn mua cái set này thì cứ nhắn tin riêng cho Hùng nha. Cái set này nó chỉ có màu mà thôi, chứ nó không có bột, cho nên nó rất là match. Cái màu của nó là một chai nước sơn thường và xài nước chân treo. Tính ra đó mà mình lấy 1.150 mình chia đều ra 288 màu, tính ra một màu chỉ có 4 đồng thôi. Nhưng mà đó là cái giá, đó là cái giá bình thường, chưa tính những cái phần như là hỗ trợ tiền thuế, rồi tiền shipping, rồi tiền tặng quà nữa. Nếu mà tính đều hết mấy cái việc đó đó thì thật ra là một cái cặp này nó rơi xuống còn có 3 đồng mà mọi người, cho nên Hùng thấy rất là rẻ luôn. Mua đi về tiệm xài cho nó đã, 288 màu, trời ơi lỡ mà rớt bởi thế này mình cũng có đau lòng. Nếu mà mua thì Hùng nhắn tin cho Hùng nghe. Rồi ok, bây giờ mình chơi lại cái phần quà trong phòng lại tiếp tục. Rồi, quà của trong phòng nó gồm có món này, một chai primer gọi là nước thúi nhưng nó không có thúi, kiểm tra rồi. Một nửa ao của chai extension glue là 4 in 1 và treo trộn glue rất là cứng cho móng ốp, làm dùng làm treo base của treo color hoặc làm treo builder cũng được, nếu không là làm nail correction after remove cũng ok. Đồng thời tặng luôn thử cặp màu gì nè để cho mọi người thử cái màu chất lượng như thế nào nghe. Rồi. Dạ Tiên Vũ không có deep. 288 này là chỉ có màu không hà. Còn nếu mà Tiên muốn mua deep á thì Tiên cứ nhắn tin cho Hùng đi để Hùng dụ Tiên cho. Hùng sẽ dụ Tiên để Hùng khoe hiệu nào nó có điếp thì Hùng sẽ nói điếp, còn hiệu nào nó không có điếp thì Hùng sẽ nói không có điếp. Nhưng mà bây giờ đó là Hùng rất may mắn là Hùng được xin quà của công ty 21, cho nên mua cái hiệu này thì sẽ được tặng quà. Không có ăn mau thôi làm sao.
Em lấy một set. Trời rồi, Tiên Kiều Cindy Hoàng. Chút nữa mình nhắn tin vô phòng kính nha Cindy Hoàng. Vô phòng kính mình sẽ nhắn tin sao. Tại vì á, là có vài lần Hùng có thấy là có nhiều người giả danh Hùng đó mọi người, mà Hùng không có dám la làng lên trên Facebook. Mà tôi nói hả, trời, cái giả danh tôi tối ngày có đi mượn tiền không à. Làm như là nó nhìn cái mặt của tôi á, là thấy như cái kiểu mặt tôi là nó hèn, nó bằng hay là nó thiếu thốn hay gì cả nhà. Bởi trên đó mấy cái đứa mà bọn xấu đó, nó dùng hình của Hùng á, rồi cái nó đi mượn tiền. Bởi cho nên là mọi người ráng để ý coi chừng trang giả nha. Cái trang của Hùng á, là nếu không Hùng face, Hùng video call cũng được. Mà cái trang của Hùng á thì thường thường là personal Hùng có tính 50 mấy ngàn follow. Và cái trang page của Hùng là có 116 ngàn người follow. Cho nên là chỉ có hai cái trang đó mới đúng nha mọi người nghe. Chọ Thank you Jimmy, Jimmy mua luôn hả Jimmy? Chọ Thank you Jimmy. Trời ơi Jimmy rủ coi coi ai mua nữa không, mua luôn lần cho nó vui. Đủ nhiều người mua, mua lên một lần lên cho nó vui. Trời, Hùng thấy nó cũng rất là vui. Rồi ok, có bây giờ tới phiên tặng quà nữa nha mọi người nghe. Rồi tặng phong quà cho những người ở trong phòng mà thôi. Hai quyển bút màu nghe. Rồi có luôn, cái gì cũng hứa, chơi luôn xin đi, chơi luôn hứa. Hứa là tôi giữ lời nghe. Nhưng mà mọi người nhớ đừng có, đừng có xin nhiều quà quá, công ty đó họ không có cho, tùy theo người. Thí dụ như hồi nãy có cái nàng kia là mua hết, mua tại hồi nãy có cái nàng kia đã xin cái đèn treo rồi mà Hùng chưa có xin công ty, là có chỗ công ty nào có cái đèn thì Hùng hứa nếu không Hùng lấy nhà, Hùng lấy cái bóng đèn của Hùng tặng trước cũng được. Nhưng mà nhiều cái nhiều cái quà Hùng xin được, cái nhiều cái quà Hùng xin không được nghe. Rồi chúng nữa chúng ta sẽ qua phòng kính. Mình bây giờ mình ra ngồi mình chơi phòng loài đi, rồi sau đó mình sẽ vô phòng kính sao. Rồi tới phiên đánh chuông, tặng món quà lại đây cho những người đang nằm ở trong cái phòng. Hùng hỏi một câu hỏi rất đơn giản, rồi sau đó người nào trả lời lẹ nhất như hồi nãy mà trong cái trang Facebook của Hùng hiện lên đó, thì Hùng sẽ tặng quà cho người đó liền tại chỗ. Món quà trị giá độ khoảng chừng $70, hơn $70, gồm có một hộp móng thiếp, một cái chai glue và một chai primer, và một cái cặp nước sơn thử vừa treo và vừa nước sơn của công ty 21, và sản phẩm là Neo X nha. Ok, câu hỏi rất là đơn giản luôn, cũng lại nằm trong cái vụ việc này luôn mọi người. Cái câu hỏi là Hùng hỏi là tính ra một cặp nước sơn như vậy là bao nhiêu đô. Người nào trả lời trước tặng liền tại chỗ. Người nào trả lời trước tính ra một cặp nước sơn này là có bao nhiêu đô. Nãy giờ hỏi giá quá trời, Hùng nói quá trời rồi, bây giờ mọi người mà quên rồi. Thấy rồi, số trả lời đầu tiên. Trời, bây giờ dãy điện thoại dãy lên quá trời kìa. Trời ơi, dãy lên. Trời, chơi cái trò này vui quá trời, vui ơi là vui. Rồi bây giờ đó nghe, là Hùng rõ ràng là Hùng thấy ở trên cái livestream của Hùng là người trả lời đầu tiên là PD News Bar là 4. Xin cảm ơn và xin chúc mừng PD News Bar. Katy Banner ơi, trời ơi, trả lời thứ hai uổng ghê luôn á Katy Banner. Tôi ngồi đây xíu đi rồi sẽ có những cái trò, những câu hỏi khác cho Katy có thể trúng nghe. Rồi bây giờ thì xin chúc mừng PD. PD là BD Nail Spa. Ủa, sao lộng hành với ta, mở cái tiệm spa mướn BD không hả? Không mướn con trai, giới tính con trai và cũng không giới tính con gái, phải mướn thợ nail là giới tính lộn xộn mướn hả? Sao lấy tên BD Nail Spa ngon vậy trời? Cái tên này sốc à nghe. Cái này tôi thấy ngầu đó mọi người. Trời ơi, tôi thấy ngầu. Vậy là mọi người, trời, chắc là vô trong tiệm này là nhiều BD lắm đây mọi người nè. Rồi khách cũng BD luôn hả? Chứ tại vì BD Nail Spa mà. Trời ơi, BD Nail Spa gì? Chắc là trong đây BD không nè. Vừa chủ nhà chủ cũng BD. Rồi thợ lớn, thợ trẻ, thợ đàn ông, đàn bà gì BD hết. Rồi khách cũng BD không? Chứ tại vì lấy cái tên là BD mà, BD Nail Spa mà, thì nó phải là BD. Vậy là chắc ở trong tiệm là cờ bảy màu nhiều lắm đúng không? Cờ bảy màu vậy thì nên mua cái chai nước, sai cái like nước sơn này nè, nó có bảy màu trong này này BD ơi.
BD thấy cái like bột, cái like nước sơn ra không có bột nghe. Cái like này trời bảy màu quá trời đây này BD. Mua là thích hợp cho cái BD salon đó đó mọi người. Trời ơi BD, không biết BD còn ở đây không vậy BD? Đúng rồi đó, trời BD trả lời đúng rồi kìa. Tôi nói hả Hùng á, tôi thông minh lắm. Tôi rất là thông cảm mọi người và tôi rất là hiểu biết á mọi người. Cho nên tôi đọc là tôi biết rồi. Trời chứ bây giờ tự nhiên cái tiệm ta tên BD tự nhiên giờ đổi thành là thẳng nail spa sao được. Người ta là BD nail spa thì nó phải có cái tư duy của BD, nó phải làm đúng theo cái mong nguyện của cái BD, đúng không? Bởi cho nên là BD nail spa nên mua cái line này đây, nó có 7 màu trong đây nè. BD nail spa ơi, dự ý dữ lắm luôn đó. Tôi chết rồi. Hôm nay mà vô tình tôi thấy cái BD nail spa này nó sẽ dính vô đầu của tôi. Chào tôi nói con người tôi như con nít, nó mà dính vô đầu tôi là đêm nay tôi sẽ nhớ cái BD nail spa này mà tôi sẽ không có ngủ được đâu. Chắc là tôi phải đi lên làm một cái có thể là một cái clip nào mà nói vấn đề là BD nail spa. BD nail spa khai luôn cho Hùng nghe là BD nail spa ở tiểu bang nào vậy, có gần Hùng không? Hùng xách cameraman lên quay một cái video BD tại BD nail spa coi cho nó vui. Hùng gây nail salon thì thấy nó lộ liễu quá, tại vì á nó mỹ quá, còn BD thì nhìn nó hơi pháp, nó kín đáo, nó cứ kiểu như là nó nửa giấu nửa hiện đó mọi người. Thôi cái BD nghe nó sang. Tôi không có nót ở North Carolina lận hả BD? Trời ơi BD giờ ở trong rừng vậy trời, cái North Carolina đâu có nhiều BD đâu. Đi ra không ra New York đồ ở cho nó có nhiều BD, chứ ở North Carolina đâu có bao nhiêu đứa BD đâu. Rồi lỡ mà đăng báo kiếm thợ BD đâu có nhiều người thợ, người ta vô người ta làm trời. Ồ thôi kệ đi, miễn là có nhiều khách BD là được rồi. Ồ thôi kệ, ở đâu ở tự do đi, đừng nghe lời tôi xúi thợ ở đó đi BD ơi. Ở North Carolina đang yên ổn thì ở đó đi, chứ đừng chạy tới chạy lui mất công qua đây cạnh tranh rồi nữa. Trời, để tôi đi tưởng tượng coi, đang ngồi làm đeo, ngồi vũ vũ điện thoại ren. Alo, this is BD nail salon, may help you. Trời, chắc tôi chết quá BD ơi. BD nail salon, may help you. What? What BD do you want? The BD technician do you want? We got a 7 BD, the color purple BD, or you want a red, or you want a blue? What BD do you want? Cái lỡ mà khách mà trả lời không, ta không muốn thợ, ta muốn con chủ BD. Oh, chủ BD, sure, chủ cũng BD luôn. We all BD here, so we all welcome you. Are you my client? Are you BD too? Yeah, we all BD, the whole world is BD. BD is a good thing. BD is a wonderful. So you come here, do you want a BD set? Or do you want your pedicure BD spa? Trời, nếu vậy thì trong cái menu là everything BD luôn nghe. We got a BD full set, we got a BD feel, we got a BD manicure, we got a pedi pedicure. Do you want a BD spa pedicure? We got more seesaw for you. If you want a BD spa pedicure. Chết tôi mày lên cơn. Chết rồi, tôi đang lên cơn vô duyên rồi mọi người ơi. Trời, tôi đang bị lên cơn BD. Trời, cả nhà ơi, tôi không có ý định là nói nang gì đẹp nghe mọi người. Tôi chỉ đang nói vấn đề là lạc quan và yêu đời cho mọi người, chứ là đừng có ném đá tôi cho mọi người. Nhưng mà tôi nói, trời, nếu cho tôi làm receptionist tại cái BD nail salon là tôi nói tôi làm bá chế một chết luôn. Trời, tôi nói tôi ngồi tôi nói chuyện cho nó đã luôn á mọi người. Nó vui quá mà, đúng không? Trời, thí dụ như mà khách mà vừa vô đó thì mình cũng có thể nói với khách luôn. Can you a BD client give me really a good review on my BD nail salon? Make sure you have to tell the whole world we are BD, okay? Give me 5 star because we are BD nail salon, okay? Rồi còn đứa nào mà nó cho best review đó kêu tôi, BD nail salon gọi tôi gọi điện thoại cho. Hai, what the hell wrong with you? Why you give me a 1 star at a BD nail salon? You don't like BD or what? Why you give me only 1 star?
You know the Mayday we supposed to get 7 stars. Why don't you keep me, why you keep me only one? You don't like Mayday or what? Tôi chắc tôi lên cơn vô duyên rồi mọi người ơi. Đúng rồi đó. Là Tiên Vũ có hỏi trả lời đó. Are you not Mayday? If you not Mayday, that's the reason why you keep me only one star. My Mayday is a long support to get 7 star, ok? Tôi chết rồi, tôi lên công bố đi, tôi chưa. Trở lại, gọi hồn. Gọi hồn. Mayday Salon ơi, Mayday Nail Salon cho. Trời ơi, Phương này còn ác hơn nghe. Có muốn tặng 1000 chai baby oil hay không? Tôi nói hôm nay có một cái tin tức là của một người nhạc sĩ da màu của người Mỹ mình ai cũng biết là cái gì Daddy đúng không? Daddy Puffy gì đó. Tôi nói là mới cảnh sát mới vừa lục trong nhà của người tài tử đó ra 1000 chai baby oil. Thì thật ra là tôi nhìn nghe cái chữ baby oil đó là tôi rất thân ngay, tôi không biết là cái người tài tử đó dùng cái 1000 chai baby oil để làm cái việc gì. Tôi chưa có nghiên cứu về cái lĩnh vực đó, tôi chưa có thử, cho nên tôi còn không có biết là cái dụ ý để làm sử dụng 1000 chai ô làm gì. Nhưng tôi chỉ biết là bộ thằng quỷ này nó giật lông mày ở trong nhà nó thấy gì mà xài nhiều baby oil thế. Bởi vì trong tiệm nail chúng ta là chỉ cái dùng baby oil là trừ phi lúc giật lông mày, quát lông nách hoặc là rực lông mông thì mình mới dùng mấy cái baby oil đó mình rứt lên để cho nó bớt gọi là gì ta, nó bớt rác hay nó bớt phỏng gì thôi. Vậy là chắc là cái ông đó là ở nhà làm quát mà quát kiểu tập thể đó mọi người, cho nên dùng có nhiều oil chứ gì đó. thôi trở lại công chuyện. Bớt bị vô duyên đi Hùng ơi. Vô duyên quá. Tự nhiên ở đâu mà BD Nail Salon nhào vô làm cho tôi bị vô duyên, bị chốc bớt á nghe. Thôi trở lại. Rồi, như vậy là BD Nail Salon à. Nãy giờ tôi nói quá trời quá đất luôn mà giờ BD Nail Salon không mua cái line này hả? BD Nail Salon. Rõ ràng cái line nó có quá trời màu, nó có 7 màu trong đây mà sao BD Nail Salon không chịu mua? Tôi không hiểu là một lý do gì mà có thể để cho BD Nail Salon từ chối cái line này ở BD Nail Salon. Nó đẹp quá mà nó còn vừa đúng y như là tâm nguyện của BD Nail Salon mà. Trừ nó 7 màu coi nè, 7 sắc cầu vồng rực rỡ nè, đen trắng tím hồng gì nó cũng có hết. Chứ đâu có phải là thí dụ như bây giờ 6 màu đó thì có thể là không mua, con này người ta rõ ràng 7 màu mà sao không mua. Mua đây, tôi còn được tặng cho một cái line Nails X lừa là 15 hộp móng, tặng luôn 3 chai 1 ounce như thế này, tặng luôn 2 cái color cái color charge nữa. Bởi cho nên là rất là ngon. Có 1150 và BD Nail Salon mà. Nó rẻ ồn á. Mua về tắm cũng được. Đâu có mắc đâu. Tính ra cặp gì nó có 4 đồng hà. Rẻ quá trời rẻ. Chết rồi không biết có phải là tôi nãy giờ tôi nói quá rồi. Cái BD Nail Salon có giận tôi rồi xuống luôn hả BD Nail Salon. Bộ giận tôi thiệt hả? Người gì mà dễ giận dữ trời. Nãy giờ tôi đâu có nói gì quá đâu mọi người, tôi chỉ ghẹo thôi mà. Chết rồi mọi người, em vô duyên quá, em vô tình làm cho BD Nail Salon giận em rồi hả mọi người. Nhưng mà theo lẽ là đã là BD Nail Salon thì chủ cũng BD vui mà, đâu có dễ giận đâu. BD Nail Salon còn đó không, BD Nail Salon? I scare her? No, I did not dress. I did not. Làm gì mà scare her được, nãy giờ tại vì cái tên là BD Nail Salon bà. BD ơi còn đó, còn kìa, đó không có anh dễ thương mà. Bởi tôi nói hả, BD Nail Salon đã BD rồi sức mấy mà dễ giận, không BD mới giận đâu. Trời ơi sức mấy mà dễ giận, tôi chỉ có ghẹo thôi mà ta. Bởi cho nên BD Nail Salon mình chỉ ghẹo thôi chứ đừng có giận mình nghe. Giận gì, tôi cũng đang chúc cho BD Nail Salon được gặp nhiều khách BD mà. Rồi tôi cũng chúc BD Nail Salon có được nhiều thợ BD để cho nó trọn ý nghĩa là the whole salon is BD. Nó đúng như cái tiêu chuẩn của BD muốn rồi chứ BD còn nói gì nữa. Đâu BD còn ở trong đây. Shiba. Ok. BD nếu mà giận á BD, nếu mà BD Nail Salon mà có ở gần Rally không?
Đầu tháng Hùng có dịp về cái tiệm nail supply, Princess Nail Supply ở gần Rally đó, thì để Hùng mua cà phê Hùng tặng. Ồ nếu không ra đi ra supply đi, Hùng có thể xin đồ supply tặng cho BD cũng được. BD Nail Salon ra đi, ra đi. Ra để cho tôi coi thử là cái độ BD của Nail Salon đến cỡ nào mà dùng cái tên BD dữ vậy. Tôi muốn coi. Mất mối kiếm tôi này. Không có. Không có. Tôi thấy tôi được lắm mà, dẫn tôi chi trời. Tại vì nhiều lúc tôi cũng hơi bị vô duyên thiệt. Vô duyên cái nghĩa là mình vui quá trớn á mọi người. Nhưng mà nó đỡ hơn. Trời ơi, nhiều người nghe người ta vui quá người ta đu dây điện á mọi người. Tôi không có đu dây điện, tôi chỉ biết cười thôi. Tôi rất là thích cười. Đó, 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 rõ ràng á mọi người nghe. BD Nail Salon trả lời là vui mà. Cứ như là không có giận tôi đó nghe. Đó, tôi nói trước. Nếu không giận gì mua cái này ngàn mốt mà 50 ngàn, đừng có trả giá nữa ngang BD Nail Salon. Chút nữa hai mình vô phòng kín. hồi đấy tôi rủ mấy người vô phòng kín rồi. Bây giờ là I welcome you BD Nail Salon into my phòng kín. We talk about the color, you know, good for your BD Nail Salon. So will be go phòng kín, ok. cho nên là vô phòng kín mình sẽ mua cái lan này, ok, BD Nail Salon, ok. Rồi trở lại công việc tặng quà. Rồi trở lại tặng quà. Thôi bây giờ mình tặng cái này nữa đi. Trời ơi, nó vui nè. Thôi tặng cái này thêm một lần nữa nha. Một cái hộp 600 móng. Đây là móng úp. Đây là Nails X của thương hiệu 21 Sweet. Đồng thời là đây là chai primer, tiếng Việt gọi là nước thúi. Nhưng Hùng đã kiểm tra rồi, nó không có thúi tí nào. Đồng thời á, là nó chỉ là tên gọi thôi mọi người, cái tiếng dân gian thôi mọi người, chứ thật ra là kiểm chứng rất là ổn nghe. Đồng thời đây là cái chai extension glue. Lý do mà Nails X công ty 21 gọi cái tên glue là bởi vì họ có hỗn hợp giữa gel và glue nên nó rất là chắc. Mọi người nên mua cái chai này để có thể làm móng úp rất là cứng, và Nails X rất là tuyệt vời nha mọi người nha. Và đây là cặp nước sơn, nó chỉ có nước sơn và gel. Nó nằm ở trong cái collection ở salon Hùng đó, có quyển sách đó là 288 màu, đang bán chỉ có 1.150. Nhưng nếu mua trên livestream của Hùng và mua của Hùng đó thì bên công ty 21 họ sẽ tặng thêm quà trị giá khoảng hơn $500 tặng cho mọi người, gồm có là một cái set 15 hộp móng của Nail X cộng thêm là 3 chai glue như thế này nhưng 1 ounce, và tặng thêm 2 cái color chart, có nghĩa là một color book có 2 color chart là tổng cộng 3 vỉ sample, rồi cộng luôn là tiền hỗ trợ thuế và shipping, cho nên nó rất là ok, mọi người nên mua nghe. Rồi, bây giờ tới phiên cái quần quà này là trở lại trong nhóm phòng của mình, rồi từ từ mình sẽ kêu qua bên cái phòng đặc biệt kia hơn nghe. Rồi đây, BD Nail Salon hồi nãy là người trúng á, xin BD Nail Salon nhớ nhắn tin cho Hùng trong địa chỉ Hùng gửi quà nghe. Nhắn tin phòng kính đó, nhắn tin phòng kính, ok. Thôi bây giờ một cái câu hỏi rất đơn giản, hy vọng là người nào trả lời lẹ hồi nãy là như là Katie, Katie trả lời lẹ mà trả lời trật đường rầy hay gì đó, hy vọng là sẽ trả lời đúng nghe. Ok, ready chưa? Ready ha. Thì Hùng sẽ hỏi mọi người một câu hỏi rất là đơn giản thôi, ok. Rất đơn giản. Hồi nãy đó là Hùng nói cái chai 1 ounce mà của công ty 21 Sweet, sản phẩm Nail X, họ bán ở thị trường là bao nhiêu tiền? Rồi, người nào trả lời trước thì người đó sẽ được lãnh được cái phần thưởng này nghe mọi người nghe, là cái phần quà này hơn $70 cộng luôn tiền shipping. Rồi, 32, không phải nha Katy, Phương Trinh, không phải, Sinh Đình, không phải nghe, Phạm cũng không phải, có 10 đồng không phải, rồi hay là Trần 35 đồng đúng rồi. Rồi, Hùng thấy người trả lời đúng đầu tiên là Hena Trần. Hena Trần đúng rồi, Hena Trần. Ở ngoài đó là người ta bán $35 và ở trong live này á thì Hùng chỉ có 32 thôi, coi như là 10% discount. Và Hùng còn tặng luôn cái box này cho mọi người, nếu ai muốn mua thì cứ mua ở Hùng nghe, nhắn tin Nguyên nghe. Trời, ai đâu mà bán 10 đồng Mai Vi, bán gì chắc lỗ sụt quần luôn á, chứ làm gì mà bán rẻ dữ vậy. Đồ giả đó Mai Vi ơi, đừng cái ham hố. Trời ơi, còn Patrick làm gì bán 5 đồng,
5 đồng có chắc cái chai không á, chứ không có ruột có chứ làm gì bán có 5 đồng ai rẻ dữ vậy? Đứa nào phá giá gơ hồn hả? Ok, no Lina ngõ trước mà. Ủa Lina trước sao Hùng đâu thấy trong này Lina đâu ta? Không có thấy Lina ơi. Hùng thấy Hùng chỉ thấy là người trả lời mà đúng đầu tiên là Hena Trần. Chứ đâu có thấy Lina đâu. Hùng thấy Hena Trần thiệt á. Hena Trần nói sao trả lời sau lưng ông Phạm nè, ông Phạm trả lời 10 đồng nè. Ô Phạm Joanne trả lời có 10 đồng nè, thì thấy Hena Trần 35 đồng là người kế đó, đứng ở giữa là ông Sự Trương. Sự Trương có trả lời có 5 đồng bạc hả? À. Thôi, xin chúc mừng. Xin chúc mừng Hena nghe. Hena nhớ nhắn tin cho Hùng để cho Hùng địa chỉ Hùng gửi cái phần quà này về nha Hena. Rồi đây viết xuống để cho để quên. Đây, trời vui quá, trời này vui nè. Rồi. Rồi ok, bây giờ tới phiên là Hùng quay số để tặng người trong phòng nghe. Rồi Hùng sẽ vô trong phòng. Quý vị nào mà còn chưa có viết trong cái địa chỉ bên phòng đó thì xin quý vị hãy cứ điền cái thông tin chỗ cái link Hùng đợi nha, để cho Hùng biết được là cái địa chỉ gửi về ở đâu để cho nó gọn nghe. Rồi bây giờ Hùng refresh lại cái trang mới điền thông tin và bây giờ mình sẽ chơi tặng quà ở bên phòng của phòng nha. Đây cho Hùng xíu nghe, rồi đây. Ok, xong rồi, ready chưa mọi người? Ok, bây giờ tới phiên Hùng tặng quà ở trong phòng nhá. Thì quà ở trong phòng đó sẽ gồm có là một cái chai này, là một ounce ở supply đang bán 35 đô. Và cái hộp móng này á trị giá độ khoảng chừng 25 đến 30 đô. Nhưng tất cả những cái móng Nail X của công ty 21, họ sản xuất họ không có bán, họ chỉ tặng mà thôi. Nếu mà như vậy thì rất là ô hay đó mọi người. Trong tương lai mọi người chỉ cần mua mấy cái extension glue của công ty này là có mấy cái hộp tip free, mình khỏi cần phải tốn tiền mua á mọi người. Và tip họ rất là ok và chai keo của họ rất là ngon mọi người. Nếu ai có muốn mua thì chỉ có 32 đồng trong livestream của Hùng, bởi vì bớt được 10% và Hùng tặng luôn cái hộp tip này cho mọi người và free shipping luôn. Ai muốn mua thì xin nhắn tin riêng cho Hùng để mà mua hai cái phần này nghe. Rồi bây giờ là Hùng sẽ tặng hai cái phần này cho cái quay số trong phòng nha. Rồi số trong phòng thì cũng đơn giản, các anh chị nào mà đã điền thông tin gửi quà ở trong phòng của Hùng rồi đó thì Hùng đã có cái số rồi. Bây giờ chuẩn bị mình chọn cái này nha, Hùng bấm cho 1 2 3 rồi coi số người nào sẽ trúng nghe. Good luck nhảy đi số mấy 38. Rồi xin chúc mừng người 38, để coi 38 là ai vậy ta, có còn ở trong phòng mình không ta? Trời, nếu mà có còn trong phòng này cho Hùng một cái comment cho Hùng vui nghe. Ủa lại nữa hả? Trời, cái nàng này lại trúng nữa, sao cái nàng này hên dữ vậy trời? Jeanette ở bên San Francisco. Oh my god, hồi tuần rồi đã trúng một phần rồi và Hùng cũng đã gửi rồi. Nó nói con người đó hên. Đó hên thì nó chịu tôi chứ bây giờ sao? Trời ơi, Hùng mới gửi hồi tuần rồi đi cho Jeanette rồi và bây giờ lại người này lại trúng được nữa. Trời, sao người hên dữ trời? Chừng nào số hơn cản cái số hơn là cản không có được á mọi người. Rồi xin chúc mừng số 38 nữa nghiêng. Không biết là cái nàng đó đang coi livestream của mình không ta? Có nằm trong phòng livestream không, cho cái comment cái coi. À, rồi Lena để em send picture qua text. Ok Lena Ngô ơi, Hùng có đọc comment rồi đây. Rồi tặng quà nữa đi, đây tặng quà đây nè. Rồi Jeanette có trên phòng của Hùng không vậy? Không có hả? Trời uổng ghê luôn vậy á. Sao người nào trúng hay dữ trời? Trời trúng hồi tuần rồi đã trúng rồi bây giờ lại trúng nữa. Oh my god. Lena, hai lần mình nói đúng rồi mà anh Hùng không đọc tên mình buồn. Lena ơi, chắc là Lena nói đúng nhưng mà nói muộn đó, nói trễ hơn người ta đó. Nói trễ hơn người ta đó. Vậy thôi Lena, đứa Hùng đọc tên cho Lena mua nghe. Ok, cái này được này Lena này, có 1.115 đâu. Cái quốc đó chút đâu. Sao tôi cho trẻ như trời.
để Hùng đọc tên lên đà rồi lên đà mua để cho nó gọn nha. Lên nà ơi, lên nà ngô ơi, bây giờ mình không có trúng được mình chuyển qua mua để cho nó hạ cái cân giận. Cái nào một cái lai màu này 288 màu đó chỉ có 1.150 bà thôi, còn tặng là tới 15 cái hộp tiếp luôn á lên nà, còn cho luôn ba chai clue muốn dán về dán, rồi còn tặng luôn thêm một cái color book và hai cái color shorts nữa lên nà. Tổng cộng có 1.150 à. Thôi kệ đi, bỏ 1.150 ra mua để lấy lại cái cân hả dạ của mình nào. Cái màu này hồi nãy là Hùng cũng khoe cho cái BD Nail Salon đó, nó có tới 7 màu. BD Nail Salon chắc là cũng sẽ rất là thích cái collection này đây. Cho nên là rất là ok đó lên nè. Ok, bây giờ là mình sẽ quay số lại thêm một lần nữa ở trong phòng để coi thử là cái người khác coi có được là may mắn hay không nha. Hồi nãy là cái người mà tuần rồi đã trúng rồi, bây giờ lại trúng được nữa. Trời sao người may mắn quá. Bây giờ Hùng sẽ trở lại phần quà trong phòng nha mọi người nghe. Rồi sau đó mình sẽ trở lại trong cái phòng livestream. Rồi. Đây nha. Em chờ hoài mà chưa đọc tên nữa anh nè. Em đành phải mua một set thôi. Tôi đang chờ nó rồi. Đọc cái comment này nó đúng quá xinh đi. Trời ơi, coi như là mình tự bỏ tiền ra mà làm vui bản thân của mình cũng được. Đúng rồi, chứ bây giờ trúng thưởng là nó cũng có hên xui mua vé số, nhiều lúc nó đâu có phải lúc nào cũng trúng đi ra đường kia tỉnh xó còn bị dấp té nữa. Bởi cho nên thôi giờ bỏ ra 1.450 cho nó chắc ăn, mua cho nó sướng cái nư mình trước đi. Chờ tôi thấy cái đó được đó. Thì bây giờ Cindy gọi cho Lena Ngô, rồi gọi cho cái người hồi nãy mà nói đọc trước đọc sau đó, chia sẻ cái nỗi khổ này đi Cindy. Rồi sau đó xuống nhau là mình bỏ tiền mình mua. Chắc ngày nào mà tôi cũng livestream cái này chắc tôi chết, tôi cười tôi sẽ bị chết luôn đó mọi người. Đó, mình bỏ tiền đó mình mua, tại vì đúng rồi, người ta gọi là bỏ tiền mua vui đó xin đi. Cái tâm tư này, cái suy nghĩ này nó rất là modern xin đây. Chứ bây giờ ngồi chờ trúng số đến khi nào mình mới được vui thôi, bây giờ mình tự bỏ tiền mình mua đây để cho nó được vui. Cái quan tâm là mình vui hồi nào mình hay hồi đó. Với lại mình mua cái này đâu phải là mình về mình dục đâu, mình cũng xài bà. Cho nên mua đây chỉ có 1.150 chứ không nhiều đâu. Để cho người mà nó được vui. Đó. Hên xui mà anh Hùng. Hùng dễ thương quá mà không mua thật, không mua thà thật nói tiếc. Thì cũng đúng. Tại vì Hùng nói thiệt mà. Đồ nó cũng đã mà cho cũng ngon mà. Không mua nó cũng tiếc. Bởi cho nên mua đi Cindy. Với lại cuối tuần Cindy mà có đi hát karaoke nhậu nhẹt rồi suối mọi người mua giùm cho Hùng luôn đi. Trời, nếu mà ai mà cũng có cái tánh như Cindy á, chắc là bán hàng dễ lắm luôn á Cindy. Vậy là chắc Cindy là thuộc dạng cái bà này mới dễ dụ nè. Cindy ở xóm nào vậy Cindy? để coi nó có ở gần chi gom Cindy. Bữa nào Hùng rủ Cindy cà phê. Rồi sau đó Hùng mang nhiều cái color book ra, rồi Hùng sẽ khoe cho Cindy, hai chúng ta ngồi sẽ kể chuyện về cuộc đời làm nail, rồi chẳng hạn gì đó. Rồi Cindy đừng có mang tiền cho nó mệt, tại vì bây giờ quẹt thẻ không à, cho nên đi cho nó gọn, đừng có đem tiền đến bạc gì ra ngồi phố xá nó mất an ninh. Mang theo cái thẻ thôi Cindy, rồi Hùng khoe tới đâu thì Cindy quẹt tới đó, rồi nếu cho nó gọn, như vậy là không chừng chúng ta sẽ trở thành bạn thân luôn đó Cindy. Tại vì một đứa bán một đứa mua thì chúng ta rất là dễ dành, rất là dễ trở thành đôi bạn thân đó Cindy. Hôm nay vậy được đó. Tôi thấy rất là có lý đó mọi người. Ok, bây giờ trở lại phần quay số trong phòng một lần nữa nha mọi người. Gồm có một chai keo trị giá 35 đô nhưng mua trong live này chỉ có 32, tặng luôn cái hộp móng này nè. Mà sao nãy giờ không ai mua cái hộp móng với lại cái chai keo này vậy ta? Trời ơi, tôi nói quá trời, mà sao không ai mua? Người ta toàn là mua 1.150 không vậy mà không ai mua 32 đồng vậy ta? Ủa gì làm giống như là rẻ tiền quá không chịu mua hay gì? Toàn là mua 1.150 không mà không có mua 32 đồng. Cái này cũng hơi lạ à ta.
Rồi, ok, rồi bây giờ thì quay số trong phòng nha mọi người. Ready? Rồi đây là cho Hùng refresh lại cái trang. Quý vị nào mà còn chưa đăng ký cái vấn đề mà chơi quay số với chúng tôi thì bấm cái nút link và chỉ cần điền cái thông tin căn bản là gửi quà ở đâu để cho Hùng biết được là cái thông tin đó, rồi mình có thể chơi quay số nha mọi người nghe. Rồi Hùng mới refresh rồi đây. Bây giờ mình sẽ trở lại với lại căn phòng chơi quay số tặng quà của chúng ta hôm nay. Xin chúc mừng người kế tiếp. Đây. Đang cho quà à. Cho trúng khỏi mua. Nhưng mà trúng khỏi mua chúng chỉ có 32 thôi mà. Nhưng mà mua tới 1150 thì mình mua 1150 đây. Mua bao nhiêu được free shipping? Trời ơi, shipping thì Hùng lấy tiền túi Hùng trả, có nhiêu đâu Uyên. Bao luôn, mua nhiêu cũng cho shipping hết trơn á. Chịu chơi vậy đó. Chịu chơi vậy luôn đó Uyên Hà ơi. Đang bán cho cái công ty 21 là cái chai extension glue của cái Nail X tặng hộp móng. Và cái chai này là ngồi supply là 35 nhưng được discount 10% là bán 32, tặng shipping và tặng luôn cái hộp móng này. Còn nếu mà Uyên Hà muốn mua cái line này thì cũng được tặng shipping luôn. Cái line bột nè, cái line này nó không có bột, nó chỉ là treo đua treo và màu thường thôi, 288 màu. Và nó chỉ có 1150 thôi, tính ra một cặp gì có 4 đồng thôi. Và mua cái line này đó thì sẽ được tặng là thêm 2 color chart, có một quyển sách rồi, là tổng cộng là 3 cái symbol color. Rồi tặng luôn là 15 hộp móng của Nail X. Rồi tặng luôn là 3 chai keo, mỗi chai là 1 ounce, gọi là extension glue. Nó là 4 in 1, rất là đã. Nên nếu mà Uyên Hà muốn mua cái set này chỉ có 1150, còn nếu không mà mua mấy cái chai này là mua 1 chai tặng hộp móng, mua 1 chai tặng hộp móng. Mua 15 chai thì sẽ được tặng nguyên một cái line 15 móng các kiểu luôn. Nếu mà 15 chai là nhiêu ta? 32 đồng thì cũng được bớt tiền mà, 32 đồng nhân cho 10 là khoảng 320. Rồi 320 chia đôi thì 160 cộng 320 cộng 160 chắc 500 mấy gì đó, 400 mấy 500. Ủa, sao mình tính lẹ quá, tính có trật đường rầy không ta? Để từ từ để tính lại coi, cười quá, nhiều lúc mình hay bị ngu, bất chợt thì sao? 32 nhân 15 480. Ủa, mình tính đúng mà ta? Mình tính giỏi dữ trời. 480, có nghĩa là 480 mà được tặng 15 hộp móng này là nguyên một cái line của Nail X luôn đó. Là có 15 chai 1 ounce nghe, là một chai 1 ounce. Thì nếu mà trong tiệm có 15 thợ thì tặng người thợ 1 chai, vậy khỏi dành. Rồi sau đó có 15 móng như thế này, 15 hộp và 15 chai glue này là có thể làm được là Nail X rồi đó. Là chỉ có 480 thôi á Uyên. Nếu mà Uyên mua 480 vậy là rẻ đó. Rẻ thiệt mà. Nên mua đi. Mua liền đi. Ok ok. Rồi rồi, trở lại quay số. Rồi. Quay số nghe. Xin chúc mừng cái người nào mà được trúng nghe. Rồi ready. 1 2 3 wait. Wait. Good luck. Tặng. 292. Trời ơi, người nào là 292? Cho Hùng đi tìm người 292 thôi, không biết có 292 ở trong phòng này không ta. 292. Trịnh Bình ơi, Trịnh Bình ở Louisiana. Trời ơi, Trịnh Bình là con trai á, chứ đâu có ai mà, ồ cũng có con gái tên Bình mà. Trịnh Bình ơi, Trịnh Bình. Rồi 292, xin chúc mừng 292 đã trúng thưởng nghe. Rồi cho Hùng bấm quay thêm lần nữa đi mọi người, rồi tặng thêm lần nữa nghe. Rồi bây giờ mình sẽ tặng thêm một lần nữa, coi là người trong phòng người nào là người trúng, rồi sau đó mình kiểm tra sao nha. Good luck cả nhà. 1 2 3. Quay đều thiệt là đều. 84. Rồi xin chúc mừng người 84. Để coi 84 là ai trong này ta. 84 sen bọc. Ủa sao cũng bọc vậy trời ơi, hồi nãy là mai bọc rồi giờ tới sen bọc. Trời ơi, có bà con họ bọc không gì trời, sao cái họ gì mà họ bọc, hay là tên bóc, hay là tên gì lạ gì trời. Sen bọc ơi, sen bọc trúng rồi kìa, sen bọc ơi. Số 84, xin chúc mừng 84 nghe. Ủa, 84 đúng rồi, 84
Xin chúc mừng 84. À, cho Hùng kiểm tra lại coi. Tám mươi bốn ơi, chúc mừng rồi kìa. Để coi ai trong đây ta. Hãng này có set dip 3-in-1 không anh? Ồ Sandy ơi, cái hãng này họ chưa có làm bột. Tại vì bây giờ cái bột á là nó có nhiều hãng làm quá rồi, cho nên họ không muốn làm bột, mà họ chỉ có làm đây là màu gel thôi. Nếu mà Sandy cần 3 trong 1 á thì Sandy inbox cho Hùng đi, để Hùng khoe vài cái sản phẩm khác cho Sandy nghe. Nhớ nhắn tin nghe. Trời ơi Mai Bọc ơi, rồi nãy có cái gì cũng bọc nữa kìa, là trúng nữa rồi kìa. Trời sao con người gì mà hên dữ vậy Bọc. Trời hên quá. Trời ơi thôi nếu hên quá thì mua cái này cho nó hên luôn đi Mai Bọc ơi. Đây nè, có 1150 à, tới 288 màu, rất là ngon đó. Chọn số ở đâu vậy? Ờ Cindy Nguyễn ơi, là trong cái link livestream của Hùng, Hùng có treo cái link thì Cindy vào trong cái link đó thì Cindy sẽ điền là số điện thoại rồi địa chỉ gửi hàng vậy thôi. Thì lúc mà Cindy điền đó thì nó sẽ có cho một cái generate một cái số bốc thăm, thì lúc đó là Hùng sử dụng cái app này, Hùng sử dụng bốc thăm để coi người nào nó nhảy lên là mình chỉ trúng quà vậy thôi, chơi cho nó vui vậy mà. À, còn Cindy Nguyễn, oh, ok thank you Cindy, nhớ inbox nha Cindy. Oh but my dear, another family of you. Trời ơi vậy là, vậy là hơn mà hơn cả dòng họ luôn đó. Hay dễ sợ vậy trời. Tuyệt đúng luôn á. Thôi bây giờ mình trở lại quay số trong phòng. Đó. Như vậy cho mới vui nghe. Người nào đang trong phòng thì Hùng sẽ tặng được cái món quà này cho mọi người nghe. Rồi. Quà đây là gồm có một cái hộp móng, một chai primer, một chai glue mà nửa ao. Rồi sau đó Hùng sẽ tặng luôn là một cặp nước sơn như thế này để cho cả nhà có thể xài thử, coi thử là nước sơn của công ty 21 nó như thế nào nghe. Là một cái set này tặng luôn tiền shipping luôn, Hùng sẽ bỏ trong thùng và Hùng sẽ gói đi nghe. Và người nào trúng thưởng thì xin cả nhà tự liên lạc cho message với Hùng để cho Hùng địa chỉ, chứ nếu không Hùng không biết địa chỉ nghe cả nhà. Rồi ok, Hùng sẽ tặng cái này nghe. Cái hộp này ok, rồi với câu hỏi rất là đơn giản nha mọi người nha. Ready nha. Thì trong cái câu hỏi của Hùng đó, người nào sẽ trả lời trúng và đầu tiên trong cái livestream của Hùng, và Hùng ngồi đây Hùng có thể coi được mấy cái comment đó, thì nó sẽ là, thì nhiều lúc á, nhiều lúc khi mà mình xem, mình hít xem đó, do cái internet á, nhiều lúc có người đi chậm, có người đi lẹ, mình đâu có biết là người nào đi chậm đi lẹ đâu, thì mình cứ cho tặng quà cho người nào được may mắn chơi cho nó vui, cho nó có tính cách là tinh thần hơn là kiểm chứng nha mọi người. Chứ nếu mà kêu Hùng kiểm chứng lý do tại sao người trước người sau thì chắc là khó mà có thể kiểm chứng được đó mọi người, nên mọi người ráng thông cảm giùm Hùng ở cái việc này nghe. Rồi bây giờ mình sẽ trả lời với cái câu hỏi này là khá là đơn giản. Rồi, ready chưa? Ready ha. Hùng cũng sẽ hỏi chung chung về trong tất cả những cái sản phẩm này mà thôi nghe. Rồi, câu hỏi rất đơn giản. Công ty 21 Sweet sản phẩm Nails X có bao nhiêu hộp móng như thế này? Ta-ta-ra-ta. Người nào trả lời được? Người nào trả lời được tất cả những thông tin này là nãy giờ là Hùng nói tới nó tôi rất là nhiều luôn á, trong cái livestream nó trả lời dễ ơi là dễ. Rồi bây giờ Hùng đang canh. Hay quá dở. Hay quá dễ. Bây giờ bắt đầu nhảy lên đây nè. Đó, mình mới thấy nè. Trời ơi. So sánh nhiều người trả lời đúng. Trời ơi, Kim Thúy Phạm trả lời sai. Mai Bọc trả lời sai bác rồi. Phương ơi, làm gì có 6 hộp. Trả lời sai. Helena, làm gì mà tới 1000 hộp dữ vậy? Dress 16 là sai. Trời sao nhiều người thiếu thông tin dữ được ta? Ô là la. Rồi có người trúng rồi đây. Hùng sẽ dựa lại những cái comment này và coi người trả lời trúng đầu tiên trong cái livestream của Hùng. Người đó là Cathy Benterline. Chu cha cái bà Cathy, hồi nãy giờ bà trả lời quá trời, bây giờ rốt cuộc bảo với chúng á nghe, xin chúc mừng Cathy. Cathy ơi, Cathy đã trúng được phần quà này rồi Cathy ơi. Cathy Benderline, Hùng bấm cái like cho Cathy biết nghe. Rồi, xin nhờ Cathy cho Hùng địa chỉ nghe. À, rồi sau đó thì Hùng mới có thể biết được là địa chỉ ở đâu để mà Hùng gửi chứ. Tiếng kiều Cathy, Cathy Ben ơi. Ben thờ. Ủa sao cái giọng gì mà nghe sao mà khó kêu với ta? Chị Đỗ nói là em trước anh đó, thấy chưa? Cái này coi nó làm sao á, chị Đỗ thấy trước mà anh không có thấy trước, chị Đỗ ơi.
Không có thấy. Ừ đó, rồi Jennifer Watt cũng nói là em trả lời trước hai lần sao không thấy trúng đó Jennifer Watt ơi. Nhưng mà bên Hùng thì Hùng thấy hơn người khác trước chứ không phải là Jennifer Watt, là do cái kỹ thuật có Jennifer. Bây giờ có cái cách nào mà chơi mà nó có thể cân bằng hơn nữa không ta? Rồi tôi viết xuống ngang, xin tiếng Kiều Ca Tì nhớ message cho Hùng địa chỉ ngang, để có cách nào mà có thể chơi quay số vui nữa không ta? Mà hồi nãy giờ là mọi người, nãy giờ mọi người có điền cái thông tin mà ở bên cái link của Hùng gửi chưa? Đó, Tâm Hà trước, đâu có Tâm Hà. Nãy giờ đâu có thấy Tâm Hà xuất hiện đâu, bây giờ Tâm Hà mới nhảy ra nè. Máy của anh bị lỗi rồi. Ủa đâu có lỗi gì đâu ta. Nó là Apple thấy bình thường mà ta. Không lẽ giờ mình phải ra mua cái computer mới cả. Thôi bây giờ nếu mà mình thấy mà mình thiệt thòi không có trúng với chờ hoài không nghe tên thôi giận quá giờ mua đi. chuyển qua mua đi, mua chuyển qua mua cũng giống như là theo cái tâm lý của Cindy Hoàng hồi nãy đó, là thôi giờ chuyển qua mua đi cho khỏi cái đó. Tặng một người một hộp luôn hả? Thôi chết. Nếu mà tặng một người một hộp, đó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tặng một người một hộp. Trời ơi, tiền đâu mà chọn ít nhất là 5 người trúng đi. Ok. Vậy chọn ít nhất là 5 người trúng, nghe là nghe nghe ngang Nguyễn Suối cũng có lý đó. Vậy chọn ít nhất là số Thu Nà hả? Thu Nà trên lầu. Anh gửi cái link cho em điện đó. Cindy ơi, trong cái livestream của Hùng nó có cái topic á, Cindy, nó có cái tự chủ đề ở trên á, thì có thể lên trên đó để mà mình điền đơn, nó cũng lẹ lắm. Tặng hết luôn đi anh cho vui, nhà vui cửa. Ok, cái này là cho Hùng tâm sự để mọi người. Thật ra là quà đó rất là nhiều mà Hùng cũng không có hẹp hòi, tại giữ làm gì. Hùng chỉ có bị cái bệnh vô duyên chứ đâu có bệnh tham, cho nên luôn không có giữ đâu. Nhưng khổ có một cái á là bên công ty á họ cũng muốn Hùng khoe cái collection này của họ, và nói nôm na giống như là quảng cáo phụ đó, cho cả nhà có thể ra shop live mua. Đồng thời nếu mà ai muốn mua thì có thể mua trên live của Hùng luôn, bên công ty họ sẽ bán luôn và thêm tăng quà. Thì cái đó là cái lý do đó mọi người. Và đồng thời thì tất cả những cái sản phẩm này đó cả nhà có thể mua ở shop live. Nhưng mà bên shop live đó thì cái chương trình tặng quà thì Hùng không biết là họ có hay không. Bởi vì cái quà là Hùng Hùng tự xin với công ty 21, là Hùng xin mấy cái quà này để tặng cho mọi người cho nó vui. Nhưng mà công ty cũng có quở. Cái này là tâm sự. Công ty cũng có quở, ví dụ như là Hùng xin mấy cái quà này nè Hùng tặng, thì bên công ty có nói là Hùng ơi mà Hùng lấy Hùng quà Hùng tặng hết rồi, bây giờ người ta ỷ y quà người ta không có mua thì sao. Cũng giống như là mọi người ở trên livestream cũng nói y chang như là cái bệnh của nhà sản xuất đang quan tâm đó, là nếu mà tặng rồi không có mua thì tiền đâu nhà sản xuất làm. Tại vì mỗi khi mà tặng cái hộp như thế này đó mọi người, là họ tặng sản phẩm thôi mà họ còn tặng luôn tiền shipping nữa. Thì Hùng là người gói những cái món này vô trong một cái hộp rồi gửi ra bưu điện đó, đi tìm bưu điện gửi. Thì tiền bưu điện gửi cũng khoảng là mười mấy đô la đó mọi người. Rồi Hùng là người đi khiêng từng cái thùng đó đi gửi. Thì tại vì cái trò này của Hùng chơi mà, cho nên là Hùng lấy thùng về, rồi Hùng packing, rồi Hùng lấy băng keo dán, rồi Hùng viết địa chỉ, rồi Hùng mang ra bưu điện để mà gửi. Bởi cho nên là đúng rồi, Hùng chỉ tặng cho những người trên đang coi livestream của Hùng mà thôi. Bởi cho nên đó là Hùng Hùng tặng là cố ý là cũng muốn cho mọi người biết cái thương hiệu 21, để có thể hy vọng là hỗ trợ cả nhà mua sản phẩm của công ty 21 thì họ mới có tiền họ mới tặng nữa. Chứ nếu mà tiền đầu tư của họ bỏ ra mà tặng không á thì nó cũng hơi thê lương, thấy cũng tội nghiệp họ lắm. Thì cái chai này đó thì bây giờ nếu mà cả nhà có thể mà xài rồi đó, nếu mà thích đó thì có thể mua, liên lạc với Hùng mua để cho họ có được tiền lợi nhuận thì nó cũng tốt. Ví dụ như là một cái chai này là 35 đô mà họ tặng một cái hộp móng
Thì cái hộp móng này là cũng 20 đô, 25 đô, có nhiều chỗ bán 30 đô, rồi còn tặng thêm tiền shipping nữa. Bởi cho nên là mua cái chai này thì họ đâu có được nhiều lợi nhuận đâu. Mà Hùng, họ chỉ muốn khoe cái sản phẩm của họ thôi. Nhưng mà họ cũng ý là muốn mua cái like bột, cái like này nè, là nước sơn 288 màu này nè. Đó, nhưng mà họ kêu Hùng giới thiệu cái này cho mọi người thì Hùng cũng nói vậy thôi, tặng quà luôn đi. Uyên Hà ơi, anh có website không? Có nghe. Uyên Hà có thể ghé trong cái website là website tên gì ta, đúng không, đọc coi. X Nails Supply, X là gạch chéo, nailsupply.com. Đó là cái website của công ty 21. Còn nếu không thì Uyên có thể ghé cái trang website mà Hùng hay giới thiệu mua supply online đó, gọi là muasupply.com. Thì ở trên đó họ có bán nhiều supply. Còn nếu không thì mấy cái website thì nó không có tặng quà. Nhưng mà nếu mà Uyên mua mà được tặng quà thì mua trong cái livestream của Hùng thì sẽ được tặng quà, là bởi vì quà là Hùng xin của công ty 21 tặng thêm cho nó vui. Ok, rồi. Dẻo miệng. Đâu có dẻo miệng gì đâu. Trời ơi, cảm động gì thôi, Tâm Hà mua đi. Người ta đang nói thiệt mà. Cho cái đó không phải là, cái đó là Hùng nói thiệt. Thì khi mà nói chuyện với công ty ấy, nó làm vậy. Thì bên công ty 21 họ tự động liên lạc với Hùng. Set màu này dùng cho all season. Đúng rồi, Hoàng Hôn Tím ơi. Cái này á, nó có nhiều màu, nó có tới 288 màu lận. Nó rất là nhiều màu. 288 màu. Mà nó chỉ có 1.150. Tặng một quyển sách này, tặng thêm hai cái color chart, rồi tặng 15 hộp móng Nails X, tặng luôn 3 chai, mỗi chai 1 ounce của Accent Glue, rồi free shipping, hỗ trợ thuế luôn, chỉ có 1.150 thôi. Thì cái tiền tặng không là khoảng hơn 500 đô rồi đó, tiền tặng, tiền shipping là khoảng 500 đô, mà tính ra là mua màu này có 4 đồng mà, nên rất là rẻ. Nó rẻ lắm luôn đó, Hoàng Hồng Tím, Hoàng Tím mua đi. Mình không mua hôm nay nhưng thích coi Hùng thôi. Ok luôn Dũng Trinh ơi. Nhưng mà Dũng Trinh nhớ xúi người khác mua nghe. Đi xúi người khác mua. Không nhất thiết mua của Hùng. Mua ở supply cũng được. Miễn là đi ra rồi supply mua. Chỉ có khác biệt là Hùng đang làm livestream thì Hùng có tặng quà, quà hỗ trợ của công ty, nên nó có được thêm quà thôi, chứ giá thì ngồi supply như nhau, mua supply cũng được nghe. Tiếng kêu Dũng Trinh, Dũng Trịnh ơi. Hay là Dung. Chắc là Dung quá. Thôi kệ đi. Rồi bây giờ trở lại phần tặng quà đi ha. Rồi. Bây giờ như vậy đi ha. Làm sao mà cho tặng quà để cho nó công bằng nghe. Mua đi mọi người, giá good. Đúng rồi đó Cindy Hoàng. Cindy Hoàng nhớ về rủ cả sớm mua nghe Cindy. Nếu không Cindy Hoàng muốn làm con buôn không? Mua nhiều đi về bán lại. Mua một cái này 4 đồng rồi Cindy về bán 3 đồng cũng được. Cindy, Cindy làm con buôn đi. Trời vô duyên, vô duyên. Trời ơi, đầu tôi lên cơn vô duyên rồi đó mọi người. Thôi, không có mua duyên. Mua xích đó rồi có tặng anh Hùng luôn không? Trời ơi, tặng này cũng được nhưng mà tốn cơm, ráng chịu rồi nghe. Em muốn mua tặng tiệm của bạn. Ồ được. Được. Cái hiệu để kiếm ở máy supply ở đây. Ồ tại sao không mua ở đây luôn cho nó có quà luôn nha. Ở ngoài supply là Hùng nói supply là không phải tặng, không có tặng quà nghe. Cái giá nó như nhau nhưng sẽ không có quà. Còn nếu mà mua ở đây á thì Hùng phụ trách lấy thâu tiền cho cũng được. Rồi sẽ được có quà, tại vì cái quà nó lợi á, cái quà là hơn 500 đồng rồi. Thì Hùng chỉ cần gửi về tiệm của bạn Nga thôi. Rồi nếu mà Hùng, nếu mà muốn làm một lá thơ tặng bà Hùng viết luôn cho bạn của Nga tên gì? Bạn của Nga tên là Hằng không? Vì là Hằng Nga cho đẹp đôi ha. Hùng có thể viết lá thơ. Dear Hằng, you so lucky today á Hằng, because your good friend Nga buy this product tặng you. So hopefully you be happy mãi mãi and love Nga mãi mãi. Ký tên Hùng Lê Hùng. Hùng sẽ viết một cái lá thơ thiệt là cảm động cho Nga tặng cho Hằng. Một đôi bạn thân mình tặng một cái giỏ Chanel nó cũng vậy đó thôi, vì mình mua này cho nó sướng.
Mua ở đây đi chị, supply không có tặng đâu chị. Đúng rồi đó. Ồ dạ, cho coi lại nghe. Cái hiệu này là hiệu 21 Sweet. Cái hiệu này á là mới trình làng, rất là mới. Hùng là người đầu tiên đi giới thiệu sản phẩm của cái hiệu này ở thế giới nail. Nhưng cái hiệu này á là nhà sản xuất là cũ chứ không có mới. Cái người đầu tư và bên nhà sản xuất, nhà máy đó thì rất là cũ, là người trong giới nail hơn 20 năm rồi. Và họ đã từng làm những thương hiệu khác rất nổi tiếng và sản phẩm rất là chất lượng trong làng nail của mình. Nhưng về điều tế nhị, Hùng không có muốn nói ra những hiệu họ đã thành công. Đây là một cái baby mới của họ, sản phẩm mới của họ, cho nên là chất lượng rất là ok. Và cái hãng này đó là họ không có bột, bởi vì những cái hãng trước và thương hiệu trước thì họ đã có làm nhiều bột rồi, nên bây giờ là họ cố tình họ không làm bột, họ chỉ làm đua mà thôi. Thì cái màu này của họ đó là họ target dòng họ Choco, có nghĩa là cái màu đó nó có hai cái giới nó khác nhau. Có một cái giới là chuyên sơn những cái màu rất là lỏng, thì trong cái giới làm đẹp nó là vậy. Còn có một cái giới là xài rất là màu solid, là màu đặc. Thì cái dòng họ này là họ đi theo cái dòng họ solid. Cho nên đó, khi mà những bạn nào mà làm nail đua mới học nghề và những cái màu mà chạy theo thị trường thời nay đó, thì nó đi theo cái dòng họ này. Cho nên là cái màu sơn rất là ok. Cái cọ thì nó là full line, có nghĩa là cọ bản lông dày và bản full. Nó không có ngắn và nó cũng không có bị thưa. Cho nên là mình dùng cái cọ đó mình chỉ sơn, đợi nước sơn ở đâu nó đợi đâu nó nằm đó, nó không có chảy. Còn nước sơn thì nó không có dầu, nó không chảy, nó không có co, nó không có rút và nó cũng không có bị sọc dưa, nó không có bị chinh. Nên nó seal balance rất là tốt luôn á. Thì Hùng rất là thích. Thì tính ra như vậy là chất lượng như thế này và giá như thế này cực kỳ là rẻ. Dạ đúng rồi đó Nga Nguyễn, 21 Sweet. Cho nên nếu mà mua cái giá gì là rất là ok lắm luôn. Mà mua một bộ này chỉ có 1.550 mà còn được tặng là 15 hộp tip của Nail X. Và tất cả những cái hộp Nail X của họ là khoảng chừng 600 tip. Nó là bằng treo đóng khung rất là tốt. Và cái hiệu này họ làm ra những tip này là họ chỉ tặng thôi chứ họ không có bán mọi người. Thì mua sản phẩm này thì được tặng cái sản phẩm kia. Cho nên là vài bữa là cả nhà mà đang xài móng úp đó thì chắc là không còn phải đi mua nữa. Cứ đi lấy đồ tặng xài cho nó sướng. Nếu mà cả nhà mua một chai này hôm nay thì Hùng sẽ tặng cho một cái hộp này đi kèm. Một chai này là ở supply bán 35 đô, nhưng mà vì là Hùng là người khoe sản phẩm cho nên là Hùng công ty được cho bớt xuống 10% là còn 32 thôi. Và công ty tặng thêm cái quyển cái hộp móng này và tặng luôn tiền shipping, có nghĩa là mua một cái ơ như thế này có 32 thôi. Và nếu mà mua 15 chai này, đây là chai này là chai Extend Glue 4-in-1 1 ounce, rất là nhiều. Nó chỉ có 32 đồng. Nếu mua 15 chai chỉ có 480 mà thôi thì sẽ được tặng 15 hộp này. Và 15 hộp này nó đồng nghĩa như là nguyên một set của cái Nail X. Thì cái Nail X một set đó nó gồm có là 5 dáng, nó có là square, nó có almond, nó có coffin, nó có stilado, rồi nó cũng có là round. Thì nó có là 5 dáng và mỗi dáng nó có 3 kích cỡ. Nó có short, nó có medium và nó có long. Thì cho nên là nguyên cả một cái line nail art này nó có 15 hộp móng thì sẽ được tặng nếu mua 15 chai này. Hoặc là nếu mua một line của nước sơn 288 á thì sẽ được tặng là cũng là 15 hộp móng và tặng chỉ có 3 chai này đi kèm nữa thôi. Trời ơi, Tuyên Định xin cảm ơn mua được 32 đồng. Thank you. Rồi, Hùng chút nữa Hùng sẽ nhắn tin Tuyên Định để mà lấy địa chỉ Hùng gửi nghe. Đồ bển cao không anh? Đồ bển cao, cao nhưng mà đang bán rẻ nè, nên đâu có cao đâu. Bởi cho nên rất là ok. Rồi bây giờ mình trở lại câu chuyện, mình quay số đi. Rồi cho Hùng trở lại quay số trong phòng nha mọi người nhé. Rồi quay số trong phòng. Cho cái món quà này một hộp thiếp và một cái chai kêu một ao. Rồi xin chúc mừng người người nào may mắn nghe. Rồi trước khi quay thì Hùng cũng sẽ refresh lại cái link mà Hùng đã gửi ra cho mọi người điền thông tin, địa chỉ gửi đó. Rồi Hùng sẽ lấy đúng cái danh sách của người tham gia. Rồi sau đó mình sẽ chơi quay số cho nó công bằng hơn. Rồi đây nha. Thấy rồi, rồi.
Hiện tại bây giờ là trong phòng chúng ta cũng có rất là nhiều người tham gia nên rất là vui. Đây là một cái app Random Pet. Thì khi mà cả nhà điền đơn thông tin trong cái website đó, thì cái website nó tự động nó generate cho mỗi người có một số thứ tự, thì Hùng cài trong đây và cái app này nó sẽ bốc randomly để cho nó vui nha mọi người nha. Rồi xin good luck. 1, 2, 3. Nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Coi số mấy, số mấy, số mấy. Người nào trúng, người nào trúng, người nào trúng. Rồi xin chúc mừng 275. Rồi Hùng sẽ đi tìm trong đây là 275. Trong danh sách 275 nó sẽ là người nào trúng, hy vọng cái người đó đang nằm trong phòng của mình nhé. Tracy Nguyễn ơi, Tracy ở Naperville, Illinois đã được trúng rồi Tracy ơi. Xin chúc mừng Tracy số 275. Không biết là Tracy có nằm trong phòng này hay không, là đã đi ngủ rồi ta. Tracy có không Tracy? Lên cái idea cái Tracy. Chai đó là chai gì vậy anh? Terry ơi. Chai này á là họ gọi là Extension Clue. Thì khi mà họ gọi Extension Clue đó có nghĩa là cái họ họ sáng chế giữa gel và glue chung lại với nhau, cho nên cái chất ở trong này đó. Ô Tracy Nguyễn có trong này nè, xin chúc mừng Tracy đã có trúng thưởng rồi nè. Ngày mai mốt Hùng sẽ gửi cái thùng quà về nghe. Thì cái chai này là extension glue, cho nên là ở trong đây mình có thể thấy là cái độ sticker của nó, cái độ dày của nó rất là chắc. Cái chai này đó để làm cho móng úp mình chỉ cần lấy cái nail X nhá, làm cho nail X đó mọi người. Mình dở cái tip lên rồi sau đó mình quẹt cái clue này vô trong đó rồi mình úp lại với nhau rồi mình nướng như vậy nó dính. Và cái chai này nó rất là dính hơn so tất cả những cái mặt hàng khác đang trên thị trường, là bởi vì họ trộn có glue ở trong này. Những cái mặt hàng ở ngoài thị trường hiện tại đại đa số là họ là xài gel, nó không có cứng, còn cái này họ có glue ở trong này cho nên nó rất là cứng và ngâm ra cũng rất là dễ nha mọi người. Thì cái này nó gọi là 4-in-1, cái bottle này 4-in-1 là mình có thể làm hỗ trợ cho nail X được nè, mình có thể làm gel builder cũng được nè, rồi mình cũng có thể làm thay thế cho cái gel color để mình làm cái base cho gel color rất là tốt. Và đồng thời tay khách nào mà ngâm móng giả ra và móng thật của họ đang rất là bị yếu thì mình có thể làm cái này để mình nail correction, thì nó rất là cứng. Cho nên là cái này là cái 4-in-1, cái chai này rất là tốt. Và hiện tại trên thị trường đó thì chỉ công ty này là đang làm một ao là chai lớn, thì supply đang bán là 35 đồng, nhưng mà trên livestream này thì chỉ có bán 32 mà thôi, và còn tặng được một hộp mắm nữa. Rồi Tiến Kiều Liên Lâm đã lấy cho một set 32 nghe. Tracy ơi, Tracy đã trúng thưởng một phần này rồi. Tracy có muốn mua thêm 14 phần để cho nó đúng 15 phần luôn không Tracy? Cái đó được đó Tracy. Trúng một phần, mua 14 phần để cho nó đúng 15 phần, để cho chia đều trong tiệm mỗi người một phần, và đồng thời nó có 15 hộp xài cho nó sướng. Terry giải thích như vậy là đúng đó. Hãng supply này là hãng nào? Hãng supply này là của công ty 21 Sweet. Và cái sản phẩm này gọi là Nails X, và nó tên là Extend Glue. Cái chai này là Extend Glue. Thì công ty 21 là một công ty ở thị trường mới, nhưng nhà sản xuất cũ, họ là đã nằm trong nghề sản xuất gần 20 năm. Họ đã từng sản xuất và làm chủ những thương hiệu rất là nổi tiếng trong quá khứ. Nhưng mà bây giờ thời điểm này tôi không có muốn nhắc tới những thương hiệu đó, bởi vì hiệu nào ra hiệu nấy. Đây là một cái new baby của họ, thì họ mới sản xuất mới ra, thì họ không có bột nha, họ chỉ có là nước sơn thôi. Thì cái line nước sơn này của họ đó là gồm có là 288 màu. Nó sẽ là dual như thế này nè, là nước sơn thôi. Thì nước sơn này là họ target theo dòng họ charcoal, có nghĩa là nó rất là dày và nó dễ sơn, nó cover. Cái chai treo thì nó có là trạm gương sẵn rồi, cho nên nó bảo vệ được ánh nắng, nó xài rất là tốt, giữ cho rất là tốt. Đồng thời cọ thì nó là full line nước sơn, sơn đâu nằm đó, nó không chảy và không rút, nó không có quá dầu. Thì cái chai treo này và chai nước sơn như thế này đó, một cặp tính ra nó chỉ có 4 đồng thôi. Là đó là giá trong cái line này là 288, là 1.150. Nhưng nếu mà mua một line này đó, trò tiếng kêu Phương Chô Đi đã lấy một set 32 đồng. Và nếu mà mua cái line này đó thì sẽ được tặng quà rất là nhiều. Tiền quà là tặng hơn gần 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 hơn 500 đó, hơn 500 đô.
thì sẽ được tặng quà là một quyển sách, rồi tặng thêm hai color chart là gồm có 3 bảng mẫu, tặng 15 hộp móng của Nail X, có nghĩa là chung một set của Nail X, Nail X có bao nhiêu là tặng hết, rồi còn tặng thêm 3 chai glue mà 1 ounce như thế này, và gửi đi kèm luôn chỉ có là 1.150 mà có thể có tổng cộng, rồi hỗ trợ tiền tax free shipping luôn, cho nên nó chỉ có giá như vậy mà thôi. Thì cái hiệu này cả nhà có thể ra ngoài supply cũng có, nhưng Hùng không biết là họ có tặng quà hay không. Còn tặng riêng tặng quà, đây là cái trò chơi quay số của Hùng, cho nên Hùng xin công ty là cho quà, cho nên họ tặng quà. Nên nếu mà mua trong cái livestream của Hùng thì sẽ được tặng quà. Còn nếu mà mua ở cái supply thì không biết có hay không. Nhưng nó ở supply nó có bán, các anh chị nào mà muốn cho tiện có thể ra supply mua cũng được nghe. Rồi xin thank you mọi người. Bây giờ mình trở lại câu chuyện quay số đi. Rồi bây giờ mình sẽ quay số kiểu như thế này nha mọi người nhé. À, hôm nay đó thì cái phần quà này Hùng sẽ tặng là như vậy đi: một cái hộp móng, một cái chai nửa ounce của cái chai extension glue, rồi sau đó là có một cái chai primer, rồi sau đó cặp mà tặng luôn một cặp nước sơn như thế này để cho mọi người có thể thấy được là cái sản phẩm của nước sơn như thế nào, tại vì á hàng rất là rẻ và giá đã rẻ mà chất lượng rất là tốt, nên Hùng thấy rất là đáng giá để mua á mọi người, mà mua là còn được tặng quà nữa, cho nên là nên nghĩ là mua nguyên cái like bột này, mua cái like màu này để cho holiday sắp tới là ok đó. Rồi bây giờ mình sẽ trở lại. Ok Tuyết Tiến Kiều, Tuyết Đinh lấy một set 32. Rồi ok Tuyết Đinh nhá. Cái chai này nó tốt lắm luôn á Tuyết Đinh. Cái chai này thí dụ như á đối với Hùng thấy như vậy làm gel builder đó rất là ngon. Mình sơn một nước ở dưới rồi sau đó mình nướng rồi sau đó mình sơn cái gel color lên trên, hoặc nếu không mình sơn hai ba nước này cho nó dày lên, nếu không mà người nào gắn móng giả đó thì mình cũng có thể sơn hai ba nước lên trên rồi sau đó mình nướng rồi mình sơn gel color, nó rất là tốt, nó rất là dễ làm. Nếu không mà làm gel manicure mà cái tay người nào mà nó hay bị tróc đó, bị dầu hay là bị mỏng quá, mình sủi quá nó mỏng á, thì mình có thể dùng cái này làm cái base coat, nó rất là chắc luôn á, rất là chắc mà ngâm ra rất là mướt. Tại vì á lý do nó chắc á là bởi vì nó keo mà nó mix với lại gel, cho nên nó rất là ok, rất là chắc luôn. Và dĩ nhiên là cái này là để xài cho Nail X nha mọi người nhé, nên xài cái này rất là ok lắm luôn á. Ok rồi bây giờ trở lại phần quà. Bây giờ đó thì cho Hùng xin tặng quà là 5 người trả lời đầu tiên đi. Chứ bây giờ hồi nãy có ai đề nghị là cho 5 người cùng một lúc đó. Rồi ok bây giờ Hùng nhẹ dạ, Hùng nghe lời là sẽ cho 5 người trả lời đầu tiên. Nhưng mà nhớ nha mọi người nghe, là Hùng xin quà tặng cho công ty, là vừa xin quà rồi xin luôn cả tiền shipping để tặng, cố ý để cho mọi người thử, để mọi người mua nhiều sản phẩm của công ty họ cho họ có lời. Chứ nếu mà cứ ỷ y chờ Hùng trao quà không rồi không có chịu mua, tội nghiệp người ta. Tội nghiệp người ta. Nếu không thì tặng quà thì tặng một set đi, rồi mình mua thêm 14 set thành 15 set. Nếu không mua thêm 9 set thành 10 set đi. Chứ bây giờ cứ chờ lấy quà người ta không, tội nghiệp người ta cục vốn đang sản xuất, người ta chửi Hùng mất công nữa đó. Rồi ok bây giờ chơi tặng 5 người đầu tiên trả lời đúng cái câu hỏi của Hùng nghe. Nhớ nha. Ok. Bây giờ cái câu hỏi lựa câu hỏi gì mà mọi người phải biết đi nè, mà phải rành nè, phải thật là đơn giản nghe. Ok để mình hỏi cái câu hỏi gì ta, hỏi câu hỏi gì cho nó dễ dễ chút xíu đi. Hỏi cái này được nè. Rồi Hùng hỏi cái này nó sẽ ok rồi, mọi người ready nghe. Ok Hùng cầm đây nghe. Rồi Hùng hỏi nghe, thật ra là cái hộp Nail X này làm cái thương hiệu tên gì? Trời hỏi gì mà hỏi ngu mà hỏi dễ dữ vậy trời. Ok rồi Hùng đang đọc cái comment đây, là người đầu hiện lên 5 người đầu tiên đi, hiểu gì đây mọi người, hiểu gì? Trời hiểu gì dãy lên đó cho tôi coi 5 người đầu tiên đây nè. Hỏi vậy mới sốc đó. Đó ok, người nào dãy vô để cho tôi đọc được coi người nào để tôi tặng quà. Đây rồi, có rất là nhiều người trả lời rồi nghe.
trả lời đúng nghe thì mới được tặng nha. Hỏi gì mà dễ quá trời dễ luôn, trời ơi thiệt là sung sướng, vô cùng là sung sướng. Rồi chuẩn bị viết đây, người nào sẽ được chúng đây nha. Bây giờ Hùng chuẩn bị đọc tên nghe, đó đây Hùng sẽ chạy lên rồi sẽ đọc ngược lại để có người nào Hùng thấy trúng thì Hùng mới nói trúng nghe. Rồi đây nè, kiểm tra cho thiệt kỹ. Rồi đây. Chơi cái trò này vui ghê chứ. Rồi ok. Ok, Hùng thấy người trả lời đầu tiên nhưng mà trật lắc là cái dấu tiền. Rồi số 21, vậy là trật ngang loan phạm ngang. I am so sorry for you. Rồi sau đó là xin trả lời trật lắc cho Phương Trinh. A cộng 21 quýt là trật lắc ngang. Rồi xin chia buồn với lại Liên Nguyễn. Trả lời gì mà giấu tiền, giấu ác số 21 cũng sai. Rồi xin chia buồn với là Phạm Tròi En, tự nhiên có giấu tiền rồi 21. Trời ơi tôi nói hả, thiệt là thê lương. Xin chia buồn với là Chi Đỗ 21, không đúng. Chia buồn với lại Mai Bọc cũng 21. Rồi Nhung Nguyễn trả lời tuổi 21 cũng trật lắc luôn. Xin Đi Hoàng, tại sao trả lời trật là tự nhiên hai xì quýt. Trả lời trật lắc. Rồi Chi Đỗ lại trả lời A cộng 21. Trời ơi thiệt là thê lương. Thiệt là thê lương. Rồi ok, bây giờ Hùng xin chúc mừng cái người mà trả lời đúng nghe. Người đầu tiên là xin chúc mừng Tâm Hà, 21 switch thì mới đúng. Xin chúc mừng Tâm Hà, người đầu tiên nghe. Rồi sau đó người thứ hai là xin chúc mừng Hằng Nguyễn, 21 switch mới đúng. Rồi sau đó là người kế tiếp là xin chúc mừng Cathy Bentley. Trời, chúng là lần thứ hai rồi đó Cathy. Ok, rồi xin chúc mừng là Terry. Trời, Terry ở đâu mà tự nhiên vô chúng ngon Terry. Trời, xin chúc mừng Terry nghe. Là mới 1, 2, 3, 4. Thêm một người nữa. Rồi ok, xin chúc mừng Sunflower, là hoa hướng dương. Rồi đây là những cái số và đây là những cái bạn mà Hùng thấy chúng nha mọi người. Rồi xin nhờ là năm cái tên mà Hùng mới vừa réo đó, nhớ nhắn tin cho Hùng, cho Hùng cái địa chỉ để Hùng gửi ra nghe mọi người, chứ nếu không là Hùng không biết là ở đâu để mới gửi ra mọi người. Xin cảm ơn mọi người cả nhà rất là nhiều nghe. Rồi bây giờ cho Hùng tặng một món quà thiệt là bự hơn nữa đi, trước khi mình rời livestream đây mọi người nhá. Hùng sẽ tặng một món quà bự giá trị hơn nữa đi, để cho cái trong cái phòng mà đã ghi danh chơi. Rồi Hùng tặng một cái phần quà thôi double size đi. Hùng sẽ tặng là hai cái tip này, rồi sau đó Hùng tặng một chai extension glue, và Hùng tặng thêm là một cái chai primer, rồi Hùng tặng luôn thêm một cái màu cho cái người nào mà được trúng đi nha. Hay là muốn tặng thêm đi, tặng gì ít quá à, tặng nhiều xíu nữa đi. Trời, tặng quà tôi rất là mê. Ok, bây giờ Hùng tặng gì đây, tặng double đi. Một cái set như thế này, nhưng mà nó sẽ là double lên. Hai chai extension glue, hai chai primer, hai chai màu thử và hai hộp luôn nha cả nhà. Hùng sẽ tặng cái phần quà này là double up lên như thế này, là trị giá khoảng chừng hơn 150, để cho cái phòng mà mình tặng quà nhá. Rồi những người nào mà trúng rồi đó thì vẫn có cơ hội để trúng nữa nghe mọi người, là bởi vì phần quà này là sẽ không giới hạn, ai trúng rồi cũng sẽ được trúng nữa. Cho nên là cũng không có quan tâm về cái việc là Hùng không có tháo tên ra. Rồi bây giờ trước khi mà cho Hùng vay số để cho Hùng khoe lại với cái nhiệm vụ Hùng làm nha. Xin khoe với cái nhà thương hiệu 21 Sweet. Đây là một cái thương hiệu mới nhưng nhà sản xuất và đầu tư, nhà làm hàng là cũ. Trong giới chuyên môn đã hơn 20 năm trong giới sản xuất rồi, đã từng nổi tiếng và thành công rất là nhiều thương hiệu khác. Nhưng Hùng vấn đề tế nhị, Hùng không khai những cái tên, những cái thương hiệu đó ra. Thì cái món đồ chơi mới này họ gọi là New Baby đó, là đây là một cái line mới nhất của của họ. Là chỉ có màu mà thôi, màu nước sơn thường và nước sơn gel, gồm có 288 màu, đang bán giá 1.150.
Tính ra mỗi màu chỉ có 4 đô la, rất là rẻ. Nhưng nếu mua trong cái livestream của Hùng thì được tặng quà đi kèm món quà khoảng chừng hơn 500 đô. Gồm có là tặng nguyên một line Nails Active có 15 hộp móng là treo đúc chứ không phải là bằng mũ nha. Rồi tặng luôn là 3 chai extension glue, đó là 4 in 1, 1 ounce cho mỗi chai. Rồi tặng luôn là một quyển sách này và hai cái color charge nữa. Rồi tặng luôn tiền shipping cho mọi người chỉ có là 1.550. Nếu các anh chị nào mà thiết tha muốn mua hay là muốn ủng hộ Hùng đó thì cứ mua với Hùng nghe. Rồi khi mà mua xong rồi thì Hùng sẽ gửi quà đi kèm cho mọi người. Và nếu các anh chị nào mà có cần muốn dòm màu hoặc là muốn mua tại supply thì có thể ra supply, các supply toàn quốc mua. Và vấn đề tặng quà đó thì Hùng không biết là mỗi supply họ có một cái chủ trương khác nhau, thì các anh chị cứ tới đó để mà yêu cầu. Thí dụ anh chị nói là ồ thấy trong cái livestream của anh Hùng mà nói là mua cái chai extension glue này được tặng cái tip, thì mọi người có thể yêu cầu họ như vậy để có coi họ nọ họ có hàng thì họ sẽ đưa nha. Và cái tip này của công ty 21 Sweet á, là cái tip này tip New X họ làm không có bán, họ chỉ tặng mà thôi, hỗ trợ tặng mà thôi, cho nên rất là quý nha mọi người. Trong tương lai mọi người không cần phải mua tip nữa, cho nên mọi người chỉ cần ra lấy đồ free xài là cho nó sướng đi, cho nó rất là sướng và nó rất là ok nghe. Rồi nếu mà ai muốn mua hàng gì thì xin mọi người cứ nhắn tin như trong cái comment của Hùng nha. Rồi các anh chị nào mà trúng thưởng thì xin comment cho Hùng để Hùng xin nhắn tin cho Hùng để cho Hùng viết địa chỉ để Hùng gửi hàng vào ngày mai nghe mọi người. Rồi bây giờ trở lại cái phòng quay trúng thưởng thì do Hùng nói đó là món quà cuối của đêm nay nó gồm có là Double Down, hai phần quà như thế này, hai chai nửa ao của extension glue, hai chai nửa ao primer và đồng thời là hai hộp tip, đồng thời là có luôn hai cái set như thế này, hai cái chai như thế này để cho mọi người thể sự xài thử vừa treo vừa nước sơn. Cái thể lợi mà quay số trúng thưởng rất đơn giản, cái link Hùng có gửi kèm, các anh chị nào mà còn chưa xóa cái link á thì xin hit cái link đó, rồi sau đó mình sẽ điền những thông tin rất là căn bản gồm có số điện thoại và địa chỉ gửi hàng mà thôi. Lúc đó thì Hùng sẽ roll over chơi quay số trúng thưởng hàng tuần từ đây đến cuối năm. Những anh chị nào mà đã trúng rồi thì vẫn tiếp tục quay tiếp chứ không có giới hạn nghe. Mình cứ quay như vậy cho nó vui để cho mình lấy tinh thần làm việc thôi, chứ không phải là Hùng gây khó khăn hay là dễ dãi gì cho mọi người. Ok, rồi bây giờ Hùng xin good luck cho người kế tiếp nhận được cái món quà cuối cùng này trong đêm nay của Hùng nghe. Rồi good luck, 1, 2, 3 ha ha. Randomly nhảy đi số mấy. Rồi xin chúc mừng người 248 248 hai double down này nha Angel. 248 rồi 248. Rồi xin chúc mừng Angel đã trúng được cái phần thưởng tổng giá trị là double của cái việc này thì chắc khoảng chừng 150 đó. Rất là ok lắm luôn á nghe. Rồi xin cảm ơn cả nhà. Terry ơi, cái link anh có cài ở trên của cái phần status á, trong cái livestream đó, em có thể follow trong cái link đó để mà em có thể điền thông tin nghe. Rồi xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Good night. Love you. Nếu muốn mua gì thì cứ nhắn tin vô cái trang message riêng cho Hùng nha mọi người. Bye bye.